Chương 35: Đến Ai Cập. Sau khi đã trải qua muôn vàn gian nan khốn khó, Hài Nhi Giê-xu, Đức Maria và Thánh Giuse cũng vào được nước Ai Cập. Thánh Giuse lo ngại không dám ghé vào một thành nào của nước Ai Cập để định cư vì nghĩ đến cảnh gian truân đang chờ đợi Chúa Hài Nhi và hiền thê của Ngài ở đó. Thánh nhân lo ngại những cư dân ở đây, vừa man di vừa vô đạo, sẽ ngược đãi Hài Nhi Giê-xu và mẹ người. Vì thế, Thánh nhân đã sốt sắng khẩn cầu cùng Thiên Chúa: Lạy Thiên Chúa của con, xin thương đừng bao giờ để con một Chúa và mẹ thánh của người phải chịu ngược đãi. Xin Chúa hãy đoái đến con. Này đây con sẵn lòng đón nhận mọi sự trên mình con. Chỉ mong sao cho hai đấng đừng phải chịu những sự thù nghịch. Lạy Thiên Chúa của con, xin đừng để hai đấng vô tội, rất mực nhân đức và tràn đầy công trạng ấy phải chịu đối xử tệ bạc. Con là đầy tớ vô dụng và đớn hèn. Con đáng chịu mọi sự khốn khó. Vì thế, xin Chúa đừng để những sự ấy xảy đến với hai đấng, nhưng chỉ xảy đến cho một mình con. Thánh Giuse đã thân thưa về điều ấy và nhiều điều khác nữa với Thiên Chúa. Thánh nhân cũng thổ lộ những nỗi ưu tư của Ngài với Đức Maria. Nhưng mẹ rất thánh đã trấn an Ngài: Hỡi Đức Giuse, xin tôn huynh đừng sợ hãi, bởi vì chúng ta đã có Thiên Chúa ở bên cạnh chúng ta và chúng ta phải tín thác nơi người. Chính Thiên Chúa đã sai chúng ta đến đây. Vì thế, người sẽ lo liệu cho chúng ta. Từ trước đến nay, Thiên Chúa vẫn tỏ lòng quảng đại và ân cần với chúng ta. Chúng ta nhận thấy Thiên Chúa vẫn luôn chọn tình quan tâm đến chúng ta. Vậy tại sao chúng ta lại phải lo lắng? Thiên Chúa ở với chúng ta, như thế là quá đủ cho chúng ta an tâm trong mọi hoàn cảnh và mọi hiểm nguy. Những lời của Đức Maria đã đem lại ơn thánh và sự can đảm cho Thánh Giuse. Thế là các ngài lại lên đường hướng về thành. Khi thánh gia vào thành, các ngẫu thần đang được cư dân mù tối ở đây phụng thờ liền ngã nhào xuống đất. Sự kiện này tạo nên tình trạng xôn xao nơi dân chúng, vì không ai biết điều gì đã gây ra như thế. Làm sao họ có thể biết được chính Thiên Chúa chân thật đã hủy diệt lũ tà thần giả trá khi người tiến vào thành phố của họ? Với quyết tâm muốn bách hại Thánh Giuse và hiền thê của Ngài, ma quỷ đã âm mưu làm khốn thánh gia khi các ngài đến gần thành phố. Hắn hả hê khi nghĩ đến thắng lợi do những cuộc tấn công nham hiểm. Nhưng rồi hắn bỗng chưng hửng và hết sức hoảng hốt vì nhận ra một thần lực đang trấn áp hắn và nhìn thấy các tà thần bị đổ nhào xuống đất. Vì thế, hắn đành cuống cuồng tháo chạy. Satan nghiến răng cuồng nộ và sau đó cố sức xúi bẩy nhiều người chống đối thánh gia, nhưng vẫn không sao làm hại được các đấng. Dân thành làm sao có thể tin được những con người nghèo khó, hèn mọn và ẩn giật này lại là nguyên cớ làm các thần minh của họ đổ nhào. Thánh Giuse đã phải chấp nhận một số bất nhã và ngược đãi. Tuy nhiên, cũng có một số đông dân chúng tâm tính hiền lành và biết cảm thương đã đến bênh vực Đức Maria và Thánh Giuse. Những người này mời đôi bạn thánh lưu lại ở đây và bảo đảm các ngài sẽ tìm được một kế sinh nhai. Họ nói như thế với tấm lòng cảm thông sâu xa dành cho Đức Maria sau khi đã nhận ra vẻ diễm lệ, nét khả ái và thùy mị của mẹ. Hầu như mọi người đều khao khát số phận của Thánh Giuse vì Ngài thường xuyên được sống bên cạnh Đức Maria. Tuy nhiên, trong những người ấy, không một ai có ác tâm muốn giật Đức Maria xa khỏi Thánh Giuse. Cũng không ai có một tâm tưởng bất xứng nào đối với mẹ. Mọi người đều ngưỡng mộ và vui mừng khi gặp được một nhân vật khôn ngoan, xinh đẹp và thùy mị như thế.
Thành Du Xe nhẫn nhục chịu đựng những thái độ bất xứng của một số kẻ côn đồ, nhưng cũng nhận được thiện chí của những người tốt lành. Những người vì có thiện cảm đặc biệt với hiền thê của ngài nên cũng đối xử thân thiện với ngài. Thánh nhân vui mừng vì các ngẫu thần bị đổ nhào xuống đất khi Chúa Hài Nhi tiến vào thành phố. Điều ấy làm cho thánh nhân hy vọng đã đến lúc đất nước vô đạo này sẽ được tôn thờ Thiên Chúa chân thật. Khi Thánh Giuse đề cập niềm xác tín ấy với Đức Maria, Mẹ Rất Thánh cũng sáng suốt xác nhận như vậy, và hai ngài cùng cảm tạ Thiên Chúa. Đức Maria và Thánh Giuse lê bước đã nhiều giờ giữa thành phố nhưng vẫn không biết nên trọ ở đâu. Thực ra, các ngài muốn tìm một chỗ thật cô tịch để được yên tĩnh, nhưng không sao tìm được một nơi thích hợp. Tình yêu dành cho Chúa Hài Nhi và Đức Maria đã bắt đầu khiến Thánh Giuse cảm thấy bồn chồn. Điều này làm ngài nhớ lại thảm cảnh không tìm được nhà trọ tại Bethlehem. Mặc dù ở đó, ngài có bà con và những người quen biết. Hướng nhìn lên Chúa, Thánh Giuse đã khẩn khoản van xin người phù trợ trong cơn quẫn bách cùng cực. Thánh nhân cầu nguyện, ôi Thiên Chúa của con, ngay giữa những người tin Chúa và những người thân thuộc của con vẫn không sao tìm được một chỗ trú thân. Vậy con sẽ mong gì từ những người man di và không tin Chúa ở đây? Con cần sự phù trợ của Chúa. Ôi, lạy Chúa, xin Chúa lo liệu giúp con là đầy tớ của Chúa, để con có thể đưa con một Chúa và Mẹ Rất Thánh của người, hai đấng mà Chúa đã đặt dưới sự chăm sóc của con, đến được một nơi an toàn. Thiên Chúa đã nhậm lời thỉnh cầu của Thánh Giuse. Thiên Chúa sắp xếp cho một người kia gặp thấy Thánh Gia và được nét dịu hiền và vẻ diễm lệ vô song của Mẹ Thiên Chúa cảm hóa. Vì cảm mến Đức Maria, ông ta đã tình nguyện tìm cho Thánh Gia một nơi cư ngụ. Người đàn ông này tìm được một ngôi nhà nhỏ ở khu vực ngoại vi thành phố, nơi Thánh Gia có thể sống rất an tĩnh. Mặc dù chung quanh khu vực ấy toàn những người theo tà đạo, nhưng Thánh Giuse đã được tiếp đón nồng hậu và ngài đã thành khẩn xin Thiên Chúa trả ơn cho họ. Sau khi vào nhà, Thánh Giuse, Đức Trinh Nữ Rất Thánh và Hài Nhi Giêsu nghỉ ngơi một lúc và cảm tạ Thiên Chúa vì đã lo liệu cho Thánh Gia đến được nơi này. Giữa những người láng giềng tốt lành, tuy rất nghèo khó, vì cả thành phố vẫn còn xôn xao về sự kiện các thần minh bị hủy diệt, nên Thánh Gia phải sống ẩn khuất. Trong đêm đầu tiên, Thánh Giuse vẫn chưa dám ra khỏi nhà để đi mua lương thực. Thánh nhân nói với Đức Maria, này Đức Maria, chúng ta phải làm gì để kiếm cho được những thứ cần thiết? Tôi không thể ra khỏi nhà đang lúc dân thành náo động như thế này. Tôi nghĩ tốt nhất là chúng ta hãy cứ mai ẩn như thế này cho đến khi tình hình lắng dịu dần dần. Nếu như người ta nhìn thấy tôi lúc này, không biết họ sẽ đối xử với tôi thế nào. Đức Maria lại khích lệ Thánh Giuse hãy quảng đại chấp nhận mọi sự vì lòng yêu mến Chúa cứu thế. Đấng sẽ chịu đựng muôn vàn khổ đau vì phần dỗi nhân loại. Lúc ấy, Thánh Giuse đã được can đảm và hân hoan chấp nhận thử thách. Tuy nhiên, Thánh nhân rất xúc động mỗi khi nghĩ đến cảnh nghèo đang chịu nặng trên ngài, khiến con Thiên Chúa và Mẹ Chí Thánh của người phải sống trong điều kiện thiếu thốn, trong khi ngài đành bất lực không thể giúp đỡ. Nhìn mái nhà trơ trụi, Thánh nhân thở dài, rồi lại tự nhủ, thôi đành vậy. Dù sao chỗ này vẫn chưa bệ rạc cho bằng hang đá Bethlehem. Ở đây, ít ra chúng ta cũng còn được sống trong nhà. Hơn nữa, vì Thiên Chúa đã muốn như vậy, nên tôi cũng phải tuân theo.
con Thiên Chúa đã vui lòng tự hạ đến sống ở đây, thì nhất định tôi cũng sẵn lòng lưu lại chốn này. Nếu như hoàn cảnh chỉ ảnh hưởng đến tôi, thì chắc chắn tôi sẽ vui lòng với những gì Thiên Chúa đã định cho tôi. Nhưng vì Chúa Giêsu và Đức Nữ cũng phải chịu đựng, thật quá tội nghiệp. Tuy nhiên, vì Thiên Chúa đã để xảy ra như thế, thì tôi cũng phải vui lòng tuân theo. Thánh Giuse đã tự an ủi như vậy. Đức Maria và Thánh Giuse dùng hầu hết thời giờ ban đêm để ca ngợi Thiên Chúa và chiêm ngắm vẻ phương phi hấp dẫn của hài nhi Giêsu yêu dấu. Điều này đem lại rất nhiều an ủi và làm cho tâm hồn các ngài tràn ngập hân hoan. Hai ngài chỉ chợp mắt một chập trên nền đất, vì chẳng có vật dụng nào cả. Tấm áo choàng của Thánh Giuse lại được trải làm nệm cho Chúa hài nhi. Sáng hôm sau khi đã hát thánh vịnh chúc tụng Thiên Chúa, Thánh Giuse lấy can đảm để đi lên phố. Đức Maria cho thánh nhân biết việc ấy rất đẹp lòng Chúa Giêsu. Rời căn nhà nhỏ bé, thánh nhân lên phố để khất thực. Thánh nhân đã kiếm được khá dễ dàng vì gặp được một số người biết cảm thông và sẵn lòng biếu tặng ngài những thứ cần thiết. Tất cả điều đó đã được Thiên Chúa tiền định như vậy để an ủi đầy tớ trung thành của người. Mặc dù sống giữa một dân tộc ngoại đạo, nhưng Thánh Giuse đã gặp được những tấm lòng nhân ái là điều mà trước kia ngài không sao tìm thấy giữa những người bà con thân thuộc. Sau khi đã kiếm đủ những của ăn cần thiết, Thánh Giuse trở về và kể lại cho Đức Maria tất cả những gì đã xảy ra. Đức Maria cảm thấy thư thái và hai ngài cùng bày tỏ niềm tri ân đối với ơn quan phòng của Thiên Chúa một lần nữa đã rộng lượng phù trợ cho các ngài. Thánh Giuse nói với Đức Maria, hỡi hiền thê của tôi. Tôi thực lòng tin rằng chúng ta có thể sống được tại thành phố này, mặc dù nơi đây là một chốn ngoại đạo. Ở đây, tôi tin chúng ta còn tìm được nhiều cơ hội để sống hơn là tại Bethlehem. Mẹ Thiên Chúa đã nhân những lời ấy mà chúc tụng lòng nhân lành đại lượng của Thiên Chúa. Và mẹ trả lời cho Thánh Giuse, ở đây, chúng ta có thể nhìn thấy bằng chứng sự ân cần cá biệt của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Mặc dù chúng ta sống trong một miền đất xa lạ, nhưng Thiên Chúa vẫn chu cấp cho chúng ta tất cả những gì chúng ta cần thiết. Đức Maria và Thánh Giuse lại trao đổi với nhau về hạnh phúc của các linh hồn luôn biết tìm đến nương ẩn nơi Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh. Bởi vì Thiên Chúa không bao giờ để những ai tin tưởng nơi người phải bẽ bàng. Các ngài chiêm ngắm hài nhi Giêsu bấy giờ đang tỏ vẻ rất vui tươi. Thánh Giuse để ý và nhận thấy Chúa hài nhi xem ra vui tươi lạ thường mỗi khi thánh gia lâm cảnh túng thiếu trầm trọng và hết nhãn lương thực. Mặc dù còn rất nhỏ, nhưng hài nhi Giêsu đã tỏ ra an tâm trong cảnh cơ hàn. Điều này làm Thánh Giuse nhận ra Chúa rất quý chuộng nhân đức khó nghèo. Và do đó, ngài đã nỗ lực noi theo tấm gương của Chúa hài nhi và hết lòng mộ mến nhân đức này. Nhờ vậy, thánh nhân cũng tìm thấy niềm vui trong cảnh thiếu thốn phương diện vật chất. Lúc nào Thánh Giuse cũng quan tâm đến ơn hoán cải cho các tội nhân. Thánh nhân thành khẩn nài xin Thiên Chúa rủ lòng thương xót các tội nhân mỗi khi ngài gặp họ trong khu vực xóm ngõ của ngài. Thánh nhân thường kiên trì cầu nguyện cho đến khi điều thỉnh cầu được nhậm lời. Vì thế, trong hoàn cảnh lúc ấy, khi đang sống giữa những người không biết Chúa, Thánh Giuse càng nỗ lực minh chứng đức ái của ngài đối với đồng loại. Ngài khát khao cho mọi người đều tôn nhận Thiên Chúa chân thật. Nghĩ đến những người đang sống chung quanh, họ là một dân tộc ngoại đạo mù tối. Không một ai nhận biết Thiên Chúa chân thật. Huống nữa là thờ phượng người.
Thánh Giuse đã giàn giụa nước mắt và tâm hồn Ngài đã xúc động qua những tiếng thở dài. Thánh Giuse hết lòng lo toan cho công cuộc hoán cải đất nước tăm tối này. Thánh nhân hợp lời cầu nguyện với Mẹ Thiên Chúa và những lời kinh của hai ngài đã lan bay đến tận trời cao. Các ngài vững lòng tin tưởng những điều khẩn nguyện ấy sẽ được nhậm lời. Do đó, Thánh Giuse đã tâm sự với hiền thê của ngài, hỡi Đức Maria. Tôi vững tin Thiên Chúa sẽ quảng đại ban phát ân sủng của người cho dân tộc này. Hài nhi Giêsu sẽ lưu lại ở đây trong bao lâu? Nào ai biết được? Nếu như vừa mới vào thành mà Chúa đã làm cho các ngẫu tượng ngã nhào xuống đất, thì chúng ta có thể trông đợi người sẽ tuôn đổ cho đất nước này những phúc lành lớn lao hơn nữa bằng sự hiện diện thường xuyên của người. Hy vọng ấy an ủi và khích lệ tôi tiếp tục khẩn cầu. Vì Thiên Chúa ban thưởng rất quảng đại cho mọi công việc được làm vì lòng mến người, kể cả những việc nhỏ mọn nhất, thì nhất định người sẽ rộng lượng đền đáp cho những ai đã dành cho người một nơi nương náu. Ở đây có nhiều người thiện chí đã quảng tâm giúp đỡ và thực sự cảm thông với hoàn cảnh nghèo khó của chúng ta. Mẹ Thiên Chúa vui vẻ lắng nghe những lời của Thánh Giuse, rồi trìu mến và khôn ngoan tán đồng quan điểm của Ngài. Điều đó làm cho Thánh Giuse rất mãn nguyện, được phấn khởi. Thánh nhân nói với Đức Maria, này Đức Nữ, sau khi người ta nhìn thấy cuộc sống của chúng ta và được nghe những lời của Đức Nữ, nhất định họ sẽ ngưỡng mộ và ước mong được kết thân với Đức Nữ. Những người láng giềng của Đức Nữ sẽ muốn làm quen với Đức Nữ và các nhân đức của Đức Nữ lập tức sẽ được khắp nơi thán phục. Tôi tin chắc điều ấy thế nào cũng xảy đến. Và trong đức tin thiện hảo, Đức Nữ sẽ có dịp soi lối chỉ đường cho những ai tìm đến với Đức Nữ. Rồi đến lượt họ, họ cũng chỉ đường soi lối cho nhiều người khác nữa. Cứ như thế, chúng ta sẽ có dịp tạo phúc cho các linh hồn Thiên Chúa gửi đến cho chúng ta. Chính Thiên Chúa sẽ thực hiện điều ấy để mọi người được soi sáng và hiểu biết về Thiên Chúa chân thật. Về phần tôi, quả thật tôi quá hèn mọn và không thể tự mình đưa ra được một lời khuyên hoặc đề nghị tốt lành nào cả. Tuy nhiên, tôi vững tâm hy vọng sẽ đến lúc những người tình cờ tiếp xúc với tôi cũng sẽ nhận biết Thiên Chúa chân thật và tìm đến nương cậy nơi người. Bởi lẽ tôi hy vọng Thiên Chúa sẽ giúp tôi làm được điều ấy và sẽ ban cho những lời của tôi có sức mạnh thâm nhập vào các tâm hồn. Mẹ Thiên Chúa bảo đảm với Thánh Giuse rằng ơn phù trợ của Thiên Chúa sẽ ở với Ngài trong mọi công việc Ngài làm. Và điều ấy đã làm cho Thánh Nhân cảm thấy rất sung sướng. Hơn nữa, điều ấy còn làm cho những tình cảm Thánh Nhân đang được hưởng trong thời gian mới đến đất nước Ai Cập này càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Nói cho cùng, niềm an ủi trọn vẹn của Thánh Giuse là công cuộc truyền bá ngày càng sâu rộng hơn về sự hiểu biết và yêu mến Thiên Chúa. Nên lòng Thánh Nhân khát khao cho mọi người được hoán cải cũng ngày càng gia tăng mãnh liệt. Niềm khát khao ấy là sự phát triển logic của tri thức mà Thiên Chúa đã ban cho Thánh Giuse về lòng đại lượng khôn lường của người đã tỏ ra cho thế gian khi sai con một người đến cứu độ nó. Chương 36 Lưu ngụ ở Ai Cập. Sau khi đã sắp xếp đồ đạc trong căn nhà bé nhỏ cho ngăn nắp, Thánh Giuse liền đi tìm một công việc phù hợp để bảo đảm sinh nhai cho Chúa Hài Nhi và mẹ rất thánh của người. Trước tiên, Thánh Nhân tham vấn Đức Maria để biết Thánh ý Thiên Chúa muốn Ngài tiếp tục với nghề mộc hoặc phải dấn thân vào một nghề khác. Đức Maria đã cho Thánh Giuse biết Thiên Chúa muốn Ngài tiếp tục hành nghề chuyên môn của Ngài và Thánh Nhân đã vui lòng vâng theo. Thánh Nhân đã đi đây đó để mượn một số đồ nghề bởi vì Ngài không còn gì hết. Đôi khi Ngài cũng thành công nhưng trong một số trường hợp Ngài đã bị người ta từ chối thẳng thừng.
Thiên Chúa tha phép cho điều đó xảy ra để đầy tớ của người có dịp thực hành nhân đức nhẫn nhục và phó thác. Thực vậy, mỗi khi ước muốn điều gì nhưng bị khước từ, Thánh Giuse thường hạ mình thẳm sâu và tin rằng nguyên nhân chính yếu là vì sự bất xứng của Ngài. Tuy nhiên, với lòng khiêm nhường hiền lành, Thánh nhân vẫn kiên trì nài xin cho đến khi nhận được điều Ngài ước muốn. Thánh nhân sẵn lòng phục vụ tất cả những ai muốn thuê mướn Ngài làm việc. Thánh nhân nói họ có thể yêu cầu bất cứ việc gì, miễn là trong khả năng, thì nhất định Ngài sẽ sẵn sàng phục vụ. Nhờ cung cách khiêm tốn và lịch thiệp, Thánh Giuse đã nhận được sự cảm thông của nhiều người. Sau đó, Thánh Giuse cần mẫn bắt tay vào công việc. Thánh nhân lúc nào cũng có nhiều việc làm, bởi vì là một người thợ lành nghề, nhưng Ngài lại để khách hàng tự nguyện trả công và không bao giờ cầu nhau. Những lần nhận được tiền công không xứng với công việc, trong tinh thần bác ái, Thánh nhân vẫn đón nhận và chân thành cảm ơn khách hàng, đến nỗi bề ngoài cứ tưởng Ngài vừa nhận được quà tặng của họ. Dần dần Thánh Giuse đã làm đầy đủ các vật dụng cần thiết cho Hài Nhi Giêsu và Đức Maria, cũng như các đồ nghề cho công việc của Ngài. Thánh nhân chỉ phải chi tiêu rất ít để mua lương thực, vì những người láng giềng tốt bụng thường đem đến của này thức nọ biếu xén cho thánh gia. Đức Maria bận bịu với các đồ thủ công, những việc Thánh Giuse hoặc những người hàng xóm mang đến nhờ và mẹ. Các phụ nữ láng giềng đua nhau đem việc đến cho Đức Maria, không phải vì cần những món đồ ấy cho bằng để tìm dịp gặp gỡ và nói chuyện với mẹ. Thanh danh, duyên dáng và nhân đức của Đức Maria được khắp làng xóm biết đến. Người ta cứ ca tụng mãi về vẻ dễ thương và sức lôi cuốn của Hài Nhi con mẹ. Những ai có dịp nhìn thấy trẻ Giêsu đều được thu hút đến chỗ say mến người. Đồng thời, họ còn thèm ước số phận của Đức Maria vì sinh được một người con như thế. Mặc dù vẫn tiếp đón những người xóm ngõ đến viếng thăm, nhưng Đức Maria trao đổi rất ngắn gọn với họ, và những lời của mẹ đã thấm nhập vào tâm hồn các phụ nữ ấy. Khi ra về, lòng họ được tràn đầy an ủi và cảm thấy tiếc nuối. Họ rất khao khát được trở lại để chuyện vãn với Đức Maria và được chiêm ngắm người con khả ái có một vẻ đẹp và sức lôi cuốn đến kinh ngạc của mẹ. Mặc dù họ thực sự là những người ngoại đạo, nhưng uy linh Hài Nhi Giêsu đã bắt đầu hiện diện trong tâm hồn của họ, và họ đã dành cho người một lòng yêu mến và kính trọng. Tuy còn thơ ấu, nhưng Giêsu có những nét đặc trưng không thể tìm thấy ở nơi các trẻ khác. Dù vẫn có đầy đủ những đặc điểm tươi vui và đáng yêu của một con trẻ, nhưng thần thái của Hài Nhi Giêsu rải sáng uy linh, khiến người ta phải tôn kính. Mặc dù rất nghèo nàn, nhưng Thánh Giuse vẫn chia sẻ cho những người túng đói. Mẹ Thiên Chúa đã khích lệ Thánh Nhân hãy làm như thế, nhất là mỗi khi Ngài nhận được tiền công cho những món đồ. Tương tự, Đức Maria cũng chia sẻ cho anh chị em cùng quẫn những phần tiền công từ các món đồ thủ công mẹ đã làm được. Thánh Giuse rất tận tụy với công việc, nhưng không bao giờ sao lãng các giờ cầu nguyện. Ngài thường xuyên cùng Đức Maria dâng lời chúc tụng Thiên Chúa. Đôi khi quá nhọc nhằn vì công việc, lúc trở vào nhà, Thánh Nhân thường tỏ cho Đức Maria biết điều ấy. Mẹ liền trao Hài Nhi Giêsu vào vòng tay của Thánh Nhân theo như ước muốn của Chúa. Với tâm hồn hết sức khiêm nhượng, Thánh Giuse sung sướng đón lấy và bồng ẵm Chúa Giêsu. Khi ấy, Thánh Nhân được tiếp nhận một nhiệm lực và một nhiệt huyết mới, trong khi linh hồn Ngài được chứa chan niềm vui và an ủi.
Thánh Giuse cũng nhận được những cử chỉ trìu mến của Hài Nhi Giêsu và được xuất thần trong hoan lạc. Ngây ngất trong thần lực của tình yêu, Thánh Nhân ghì chặt Chúa Hài Nhi vào lòng và hôn kính. Trước tiên là đôi bàn chân bé bỏng, và sau đó là ngực Chúa. Trong lúc Hài Nhi Giêsu thì tỏ vẻ sung sướng tươi cười vì những cử chỉ yêu mến nồng nàn của Thánh Giuse. Nhiều khi, Thánh Giuse đột nhiên trao lại Hài Nhi Giêsu cho Đức Maria vì cường lực tình yêu và hạnh phúc trong tâm hồn của Ngài khi ấy quá trào tràn. Trong những lần ấy, Thánh Nhân thường than thở với Chúa Hài Nhi: "Ôi Chúa Giêsu, xin cho con một trái tim lớn lao hơn nữa để có thể chứa được những an ủi ngập lụt và những sự cao cả tuyệt vời của tình yêu Chúa." Thỉnh thoảng, Thánh Giuse tình cờ về đến nhà và gặp Đức Maria đang nựng du Chúa Hài Nhi trong vòng tay của mẹ. Và Chúa Giêsu đã tỏ dấu muốn đến với Thánh Giuse khi Thánh Nhân đưa mắt nhìn người. Đức Maria liền trao con trẻ cho vị lương quân của mẹ. Trong niềm hạnh phúc chất ngất, Thánh Nhân được ngất trí đang lúc than thở với Chúa Hài Nhi: "Ôi Chúa Giêsu, tình yêu của con, tại sao Chúa lại dành những ân huệ bao la như thế này cho một kẻ phàm hèn như con? Chúa hạ cố đến với con mỗi khi con nài xin Chúa đã là một ơn trọng hậu lắm rồi. Thế mà chính Chúa lại tự ngỏ ý muốn đến với con, ôi! Thực là một đại ân không sao ngờ được. Lạy Thiên Chúa chí tôn cực trọng, con biết lấy gì để đền đáp Chúa đây? Thôi, ít ra con cũng xin phó chót mình cho Chúa. Xin Chúa hãy xử với con theo ý Chúa, vì con đã thuộc trọn về Chúa." Khi Thánh Giuse còn đang thân thưa những lời như thế, Chúa Hài Nhi đưa mắt nhìn Thánh Nhân và mỉm cười, tỏ dấu thỏa nguyện với những lời bộc bạch của Ngài. Vì Hài Nhi Giêsu cần có một chiếc giường nhỏ để nghỉ ngơi êm ấm, nên Thánh Giuse đã đóng cho người một chiếc. Mỗi khi bận bịu chuẩn bị các bữa ăn, Đức Maria thường đặt Chúa Hài Nhi vào giường và để gần bên mình. Ở đó, vừa làm việc, mẹ có thể vừa trông nom và chiêm ngắm Chúa Hài Nhi. Khi nhìn thấy Hài Nhi Giêsu ở đó, Thánh Giuse phục mình xuống đất và thờ lại người. Một lần kia, khi thấy Hài Nhi Thiên Chúa đang ngủ say, Đức Maria và Thánh Giuse đã than thở khi chiêm ngắm người: "Hài Nhi này quả thật là con một của Chúa Cha trên trời, là đấng cứu độ được hứa ban, là ngôi lời Thiên Chúa, là chủ tể muôn loài. Vậy mà chúng ta nhìn thấy người ở đây, trước mắt chúng ta, trong hình hài một phàm nhân." Thánh Giuse nhìn sang hiền thê của Ngài và nói: "Hỡi Đức Maria, Đức Nữ là người được đặc ân hiến tặng cho con Thiên Chúa nhập thể một thân xác nhân trần. Nhờ Đức Nữ, một Thiên Chúa không thể chịu đau khổ, giờ đây đã có thể chịu khổ đau. Nhờ Đức Nữ, Đấng vô cùng giờ đây đã biết đến giới hạn, Đấng vô hình giờ đây đã có thể được chạm đến. Ôi, hoan lạc biết bao! Ôi, Thiên chức Mẹ Thiên Chúa là một phẩm chức tuyệt vời khôn sánh." Khi Thánh Giuse còn đang nói những lời ấy, Hài Nhi Giêsu đã thức giấc. Người đưa mắt trìu mến nhìn hiền mẫu dấu yêu, rồi đến Thánh Giuse. Hai ngài nhận ra tất cả những gì cao quang, khả ái và thần linh đều hợp làm một nơi Chúa Hài Nhi. Đức Maria và Thánh Giuse đã cung chiêm uy linh Thiên Chúa dưới hình hài nhân tính của người. Sau đó, các ngài cùng hát một bản thánh ca ngợi khen Thiên Chúa nhập thể. Bản thánh ca phát xuất từ sự khôn ngoan thẳm sâu của Đức Maria. Nhiều khi đang dùng bữa, Đức Maria bồng Hài Nhi cực thánh trong lòng,
Thế rồi cả mẹ và Thánh Giuse đều đắm đuối trong niềm an ủi phi thường đến độ mãi mê chiêm ngắm vẻ thần mỹ của đấng cứu độ. Hai vị quên cả ăn uống và được ngây ngất trong cuộc xuất thần suốt một lúc lâu. Sau cuộc xuất thần, thân xác các ngài được thỏa thuê như thể đã hưởng dùng đầy đủ. Và các ngài lại cảm tạ Thiên Chúa vì đã thương ban tặng hồng ân ấy. Giữa những an ủi tràn ngập, Đức Maria và Thánh Giuse vẫn phải chịu nhiều điều khốn khó vì Thiên Chúa muốn để các ngài lập thêm nhiều công phúc qua con đường đau khổ. Cũng chính vì nguyên nhân ấy mà hài nhi Giêsu đã tỏ ý muốn nằm trong chiếc giường bé nhỏ, mặc dù điều ấy khiến người phải khóc thảm thiết. Chúa hài nhi muốn hy sinh niềm hoan lạc khi được ấp yêu trong vòng tay của mẹ Chí Thánh hoặc của Thánh Giuse. Lúc ấy, tuy thấy thánh nhân hài nhi Giêsu ướt đẫm nước mắt, nhưng Đức Maria được soi sáng trong lòng đừng bồng Chúa lên. Mẹ liền quỳ gối bên cạnh Chúa và cùng khóc với người. Thánh Giuse rất áy náy khi thấy Chúa hài nhi và hiền thê dấu yêu của ngài đều thổn thức. Ngài muốn biết nguyên nhân nào khiến hai đấng phải khóc thảm như thế. Đức Maria trả lời đó là lễ hiến dâng Chúa Giêsu đang thực hiện để đền bồi tội lỗi nhân loại. Vì Cha trên trời bị các thụ tạo của người xúc phạm nặng nề. Thánh Giuse rất đau lòng khi nhìn thấy trẻ Giêsu vô tội mà phải khóc thảm như thế. Và thánh nhân cũng ứa nước mắt khi nghĩ đến nỗi bất xứng của mình. Ngài sấp mình xuống đất và nức nở xin đấng cứu thế ban ơn tha thứ. Thánh nhân khẩn cầu Chúa rộng thương đổ hết trên ngài mọi nỗi đau khổ và năn nỉ Chúa đừng khóc mãi vì ngài không sao chịu nổi khi thấy như thế. Thánh nhân nhiều lần năn nỉ, ôi Chúa Giêsu vô cùng yêu dấu. Ôi! Đấng cứu độ! Xin đừng khóc nữa và xin đổ hết mọi nỗi niềm của Chúa sang cho Giuse của Chúa đây. Sau đó, theo lời chỉ dẫn của Đức Maria, thánh nhân hiến dâng lên Cha trên trời tất cả những giọt nước mắt của Chúa Giêsu để đền bồi muôn vàn tội lỗi khắp thế giới đã xúc phạm đến người. Nước mắt lưng tròng, Chúa Giêsu đưa mắt nhìn Đức Maria và Thánh Giuse như thể khẩn khoản mong được hai ngài an ủi. Điều ấy càng làm cho tâm hồn Thánh Giuse quặn thắt. Thánh nhân ước ao làm vơi được nỗi phiền muộn của đấng cứu thế, nhưng không biết phải làm thế nào. Vì thế, ngài lại đến hỏi Đức Maria cho biết Chúa Giêsu muốn điều gì, hoặc ngài có thể làm được những gì để an ủi Chúa. Với khả năng thông suốt mọi sự, Đức Maria đã cho Thánh Giuse biết Chúa Giêsu chủ yếu muốn cho mọi thụ tạo nhận biết và yêu mến Cha trên trời. Thế nào niềm khát khao cho mọi người yêu mến Thiên Chúa càng được kích động mãnh liệt hơn nữa nơi Thánh Giuse. Nhưng vì không biết phải làm thế nào, nên thánh nhân hợp với hiền thê của ngài nhân danh mọi thụ tạo để ca ngợi Thiên Chúa. Chúa hài nhi rất thỏa nguyện về điều ấy. Người khuây khỏa dần và không còn khóc tức tưởi nữa. Chúa Giêsu tỏ cho mẹ rất thánh hiểu người muốn được bồng ẵm trong vòng tay của mẹ. Thế là với hết tình thắm thiết, mẹ đã bồng Chúa lên, nựng yêu và ghì sát người vào lòng. Và rồi Chúa Giêsu cũng tỏ ý muốn được trao cho Thánh Giuse. Và thánh nhân đã hôn yêu và áp sát người vào lòng, trong khi hai hàng nước mắt vui mừng tuôn chảy từ đôi mắt của ngài. Thánh nhân thưa với hài nhi Thiên Chúa rằng ngài yêu mến và cảm thương người hết tình. Thánh nhân cũng xin Chúa bớt âu sầu, bởi vì ngài không sao chịu nổi khi nhìn thấy như vậy. Thánh Giuse thân thưa, lạy Chúa Giêsu rất dấu yêu. Xin Chúa hãy nhường tất cả những đau đớn buồn phiền của Chúa cho con. Xin Chúa đừng chịu đựng một nông nỗi nào nữa trong lúc này. Nếu không, nhất định con sẽ chết vì buồn thương.
Chúa Hài Nhi tỏ cho Thánh Giuse biết người hài lòng với việc Thánh Nhân giải bày tâm tình như thế và người rất vui sướng khi được nghỉ yên trên lòng của Ngài. Khi thổ lộ với tâm hồn Thánh Giuse, Chúa cũng cho Ngài biết người rất mực quý yêu Thánh Nhân và điều ấy đã biến tất cả đắng cay trở thành ngọt ngào cho Ngài. Khi Đức Maria thay khăn tã cho Chúa Hài Nhi, thỉnh thoảng Thánh Giuse cũng có mặt và nhìn thấy Hài Nhi Giêsu dang rộng hai tay theo hình thập giá. Ánh mắt hướng về trời và bất động trong tư thế ấy một hồi rất lâu. Khi chứng kiến cảnh tượng ấy, Thánh Giuse cảm thấy rất đau lòng. Ngài xúc động xin hiền thê yêu dấu giải thích cho Ngài biết vì sao Chúa Giêsu lại lặng yên trong tư thế ấy. Mẹ rất thánh hết sức xúc động và cho Thánh Giuse biết Chúa Hài Nhi đang hiến mình cho Cha trên trời, sẵn lòng suy phục những gì Chúa Cha đã muốn về người, vì ơn cứu độ cho nhân loại. Trong những lúc ấy, Đức Maria thường chăm chú chiêm ngắm Chúa Hài Nhi và hợp nhất với người trong hành vi hiến dâng. Mẹ Maria đã không nói cho Thánh Giuse biết Chúa Hài Nhi thực sự đang tỏ ý đón nhận cái chết trên khổ hình thập giá, bởi vì mẹ không muốn làm cho Thánh Nhân đau lòng hơn nữa. Tuy nhiên, Thánh Giuse phần nào cũng đoán ra Chúa Giêsu sẽ phải gánh chịu đau khổ gì trong tương lai. Và khi nghĩ đến điều ấy, Thánh Nhân đã nức nở thắm thiết. Đức Maria an ủi và khích lệ Thánh Nhân hãy nhẫn nại chấp nhận mọi sự theo thánh ý Chúa Cha. Những lời của Đức Maria đã làm cho Thánh Giuse được nguôi ngoai và giúp Ngài hoàn toàn suy phục thánh ý Chúa Cha. Vào những dịp ấy, sau khi đã thực hiện hành vi hiến dâng và khẩn nguyện lên Chúa Cha trên trời, Hài Nhi Giêsu thường đưa mắt âu yếm nhìn Thánh Giuse và gục gặc cái đầu nhỏ bé, như thể mời Thánh Nhân đến gần hơn. Với lòng kính cẩn khiêm nhu, Thánh Giuse tiến lại và Chúa Hài Nhi ngẩng chiếc đầu bé nhỏ của người về phía Thánh Giuse và hôn yêu Ngài. Điều ấy làm cho Thánh Giuse rất được an ủi. Quỳ gối suy tôn trước uy linh Chúa Hài Nhi, Thánh Giuse vui mừng vì tình cảm yêu thương cao vời của người. Sau đó, Thánh Nhân sốt sắng hôn kính đôi bàn chân trút xuống của Hài Nhi Giêsu giàu yêu. Thánh Nhân dường như chẳng bao giờ được no thỏa khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp và hấp lực của đôi bàn chân ấy. Trong những lần Thánh Giuse ngất trí và được những ơn đặc biệt Chúa Giêsu ban cho, dung mạo của Ngài rạng ngời ánh sáng, rất giống dung mạo một vị thiên thần. Và tất cả những ai tình cờ nhìn thấy Ngài đều được cảm nghiệm một nguồn ủi an. Điều ấy đã gợi lên tâm tình thán phục và ngưỡng mộ nơi nhiều người, và họ cảm thấy tỏ lòng muốn tôn kính Thánh Nhân. Tuy là những con người ngoại đạo, nhưng họ đã được Thiên Chúa cho chứng kiến những dấu chứng lạ lùng, để tâm hồn được biến đổi và được lôi cuốn đến gặp Thánh Giuse rồi kết thân với Ngài. Sau đó, chắc chắn vì được những lời của Thánh Giuse soi sáng, họ đi đến chỗ nhận biết một Thiên Chúa chân thật. Một số người đã cộng tác với ân sủng ấy, bị ấn tượng trước những ngôn từ và cung cách bác ái của Thánh Giuse. Họ thường tìm đến với Ngài, và Thánh Nhân đã cố gắng làm cho họ hiểu biết các chân lý đức tin, nhất là về sự hiện hữu của một Thiên Chúa duy nhất, đấng tạo hóa và chủ tể của trời đất. Còn những thần minh mà trước kia họ vẫn cầu khẩn chỉ là bọn giả trá. Thánh Giuse dạy dỗ cho những người ở đây một cách kín đáo, chứ không công khai. Thánh Nhân còn chỉ dạy cho nhiều người quen thân, và như thế, Ngài đã đem được một số các linh hồn đến chỗ nhận biết Thiên Chúa chân thật. Tuy nhiên, sự kiện này không được dân thành biết đến một cách rộng rãi trong thời gian Thánh Nhân còn lưu tại đó.
Tất cả những người đã được Thánh Giuse khai sáng về sau đều gắng sức loan báo về Thiên Chúa chân thật cho thân bằng quyến thuộc của họ. Như thế, các nhân đức và đời sống thánh thiện của Thánh Giuse đã trở nên một tấm gương cho mọi người noi theo. Lời của thánh nhân tạo nên một ấn tượng rất sâu sắc nơi tâm hồn của những ai có dịp tiếp xúc với Ngài. Vì lời ấy không những đầy áp tinh thần Thiên Chúa, mà còn gắn liền với tấm gương thánh thiện và nhân đức của Ngài nữa. Chương 37. Thánh Giuse bị bách hại, bị mờ mưu phân cách với Đức Maria và bị vu khống tội trộm cắp. Ma quỷ, kẻ thù chung của nhân loại, căm hận sinh tử với Thánh Giuse. Hắn mưu đồ mọi cách để pháp đổ sự nhẫn nại vô địch của thánh nhân và làm náo động sự bình an tâm hồn của Ngài. Để đạt mục tiêu ấy, hắn đã xui xiểm rất nhiều kẻ xấu nết chống lại thánh nhân, gieo rắc vào lòng họ một sự căm ghét thâm độc, đến độ chỉ nhìn thấy Ngài, chúng cũng không sao chịu nổi. Vì chất chứa đầy những mờ ám, nên bọn người ấy rất ghét ánh sáng. Nhiều kẻ đã bày mưu để gây hấn và trục xuất Thánh Giuse ra khỏi đất nước của họ. Ma quỷ mưu đồ chuyện ấy vì lo ngại nhiều người sẽ nhờ lời nói và gương lành của Thánh Giuse mà được hoán cải. Vào một ngày nọ, bọn người kia chủ tâm xuống dãy phố mà họ biết thế nào cũng gặp thấy Thánh Giuse. Khi đến gần thánh nhân, bọn họ bắt đầu la lối và dùng những lời nhơ nhuốc để khiêu khích. Họ đặt ra cho Thánh Giuse những chất vấn, chẳng hạn vì sao lại bén mảng đến Ai Cập, tại sao không chịu sống ở quê hương mình, và đến đây với ý đồ gì. Họ xỉ vả Thánh Giuse, nhất định ngươi là thứ xấu xa nên mới bị trục xuất khỏi nước mình và phải lưu đày vì tội ác. Chắc là ngươi đến đây chỉ để gây hại thêm nữa. Thánh Giuse chỉ cúi đầu và nói, tôi đến đây để làm trọn thánh ý Thiên Chúa, chứ không phải để làm điều gì xấu xa. Những việc tôi làm sẽ minh chứng cho các bạn thấy rõ điều đó. Khi nghe lời ấy, bọn ngang tàng tức điên lên và chửi bới. Nhưng Thánh Giuse không đáp lại lời nào. Họ dọa nạt sẽ dùng bạo lực nếu như Thánh Giuse không chịu đi khỏi đất nước của họ. Mặc dù thánh nhân không can dự vào tội ác nào, nhưng bọn người kia vẫn muốn dùng bạo lực để khử trừ Ngài cho khuất mắt. Họ cảnh cáo nếu như gặp lại thánh nhân một lần nữa, họ sẽ dùng đến vũ lực. Và nếu như Ngài không chịu tự nguyện đi khỏi, họ sẽ đến nhà và cưỡng ép Ngài đi. Còn lần này là lần cuối cùng họ để cho Ngài yên thân ra về. Thánh Giuse không chút hoảng sợ trước hành vi của bọn côn đồ. Ngài biết những người ấy không thể làm hại được Ngài nếu như Thiên Chúa không cho phép. Tuy nhiên, Thánh Giuse vẫn lo ngại bọn người kia có thể kéo đến nhà và đe dọa Đức Maria. Thánh nhân thành khẩn phó thác cho Thiên Chúa, xin người giải thoát cho khỏi âm mưu của chúng và vô hiệu hóa sức mạnh của địch thù để chúng không thể làm hại được Ngài. Thánh Giuse cầu nguyện, ôi lạy Thiên Chúa của con, Chúa biết tại sao con đã lưu lạc đến đây và vì sao con lưu ngụ tại nơi này. Vì thế, xin Chúa hãy chở che con một Chúa, mẹ rất thánh của người, và con là đầy tớ của Chúa. Con không muốn gì khác ngoài việc chu toàn thánh ý Chúa. Nhưng nếu như thánh ý Chúa muốn chúng con tiếp tục chịu đựng gian nan và bách hại, thì ước gì một mình con được gánh chịu tất cả những sự ấy. Con rất sẵn lòng đón nhận mọi khốn khó và tổn hại. Chỉ xin Chúa hãy giữ gìn hài nhi Giêsu và Đức Maria cho được an lành. Ôi! Xin Chúa đừng bao giờ để hai đấng ấy bị ngược đãi bằng lời nói hay hành động. Như vậy mới là chính đáng. Vì thế,
con này xin Chúa rộng lượng ban ơn. Ôi! Xin Chúa đừng khước từ con ơn ấy. Trên quãng đường về nhà, Thánh Giuse liên lỉ thở than những lời như thế, và Ngài đã được an ủi trong tâm hồn. Thiên Chúa đảm bảo người sẽ luôn luôn che chở và bảo bọc, không để đầy tớ trung thành của người phải tổn hại vì cơn cuồng nộ của bọn lưu manh. Khi về đến nhà, Thánh Giuse nhìn thấy hiền thê của Ngài đang bồng hài nhi Giêsu trong lòng. Chúa hài nhi liền nhoẻn miệng mỉm cười với Thánh Giuse và tỏ ý muốn mau được trao vào vòng tay của Ngài. Tâm hồn được tràn đầy ủi an, Thánh Giuse đã đón lấy Chúa hài nhi từ tay Đức Maria và vô cùng hoan lạc trong niềm vui cao quý mà lúc nào Ngài cũng gặp được nơi hài nhi Giêsu. Thánh nhân thổ lộ với Chúa hài nhi về nỗi ưu tư đang dằn vặt Ngài và nhờ người này xin Cha trên trời cho những kẻ bất nhân được ơn thánh và ánh sáng. Thánh Giuse đã đáp lại những bất công người ta đối xử với Ngài bằng cách đó. Với những kẻ gây điều ác cho mình, Thánh nhân chỉ ước ao toàn những sự lành cho họ. Thánh Giuse kể cho Đức Maria nghe biết tất cả những gì đã xảy ra. Và sau khi đã thấu sự tình, Mẹ Thiên Chúa trấn an và khích lệ Thánh nhân hãy nhẫn nhục chịu đựng mọi sự. Đức Maria cho Thánh Giuse biết, qua cuộc thử thách này, Thiên Chúa muốn tôi luyện lòng trung thành của Thánh nhân và gia tăng công trạng cho Ngài. Những lời của Mẹ Thiên Chúa đã làm cho Thánh Giuse được nhẹ nhõm và sẵn lòng hy sinh hơn nữa. Mỗi khi phải lên phố để mua sắm các đồ cần thiết, bao giờ Thánh Giuse cũng phải chuẩn bị để chấp nhận mọi cuộc chạm trán ngoài ý muốn. Mà những sự ấy thì man vàn, vì bọn xấu nết vẫn cứ la lối và khuấy động nhiều người chống lại Thánh nhân. Kẻ thù hỏa ngục lợi dụng bọn người kia với ý đồ làm cho Thánh Giuse bị nhiều người căm ghét và bách hại. Lẽ ra ai nấy đều đã nhìn thấy Thánh Giuse là một người vô tội và rất tốt lành, vì Ngài không làm điều gì xấu xa. Người ta gặp Thánh nhân rảo qua các phố xá trong tư thái trầm mặc, chỉ nói những lời liên quan đến công việc của Ngài và không can dự đến những chuyện chung quanh, vì linh hồn Ngài được chìm đắm trong Thiên Chúa. Thế mà bọn côn đồ ngang tàng kia vẫn không để yên cho Thánh Giuse. Chúng lại nhải tố cáo và vu khống Thánh nhân bằng những ngôn từ khiêu khích. Trong tư thái nhu hòa, Thánh Giuse đến và nói với những kẻ ấy rằng Ngài chỉ ra đi nếu như điều đó đẹp lòng Thiên Chúa. Nhưng lời lẽ của Thánh nhân chỉ khơi thêm sự bổ báng của chúng mà thôi. Thế là giờ đây, Thánh Giuse đành im lặng, chấp nhận tất cả với một thái độ hết sức nhẫn nhục, và Ngài cầu nguyện rất nhiều cho họ. Những tên côn đồ không dám liều lĩnh xông vào ngôi nhà thánh gia đang sống. Mặc dù nhiều lần đã quyết định như thế, nhưng bọn chúng không sao thực hiện được ý đồ, vì lúc nào cũng bị nguyên do này hoặc nguyên do khác cản trở. Sau khi quyết làm hại Thánh Giuse và rồi lại chứng kiến thái độ nhẫn chịu bền bỉ của Ngài, cuối cùng bọn người kia đâm ra chán nản và để mặc cho Ngài được sống yên ổn. Ma quỷ vẫn chưa chịu từ bỏ những nỗ lực để trục xuất Thánh Giuse ra khỏi đất nước mà hắn, Satan, đang được những người mù tối tôn thờ. Hắn xúi bẩy một bọn người khác bằng một cách thức xảo quyệt hơn trước, gieo rắc vào lòng họ ý tưởng muốn tách Thánh Giuse ra khỏi hiền thê yêu dấu của Ngài. Thực vậy, đối với Thánh Giuse, cho đến thời điểm ấy, âm mưu này là thử thách kinh sợ hơn mọi gian truân mà Ngài đã từng trải qua. Tiếng đồn về vẻ diễm kiều ngoại thường của người vợ hiền thục của Thánh Giuse được loan truyền khắp nơi, và điều này trở thành một duyên cớ cho một số kẻ gian tà âm mưu tách Đức Maria cho khỏi Thánh nhân. Họ cho rằng Thánh Giuse là một người không có đam mê và chắc chắn không nuôi lòng hiềm thù đối với họ.
bị ma quỷ xui xiểm. Bọn chúng cho rằng Du Xe là hạng nghèo đói vô danh tiểu tốt, nhất định sẽ đành phải câm lặng mà lãnh đủ. Thánh Du Xe biết được mưu đồ của chúng và ngài rất trăn trở về điều ấy. Thánh nhân không sợ hiền thê của ngài bị hại, vì vững tin Thiên Chúa nhất định sẽ chở che và bảo vệ cho Đức Maria. Nhưng chuyện này khơi lại sự kiện ngài đã dự định lìa bỏ Đức Maria khi mẹ mang thai, và như thế là bất kính đối với hiền mẫu Thiên Chúa. Thánh Giuse lo lắng rằng đây là lúc Thiên Chúa để cho sự khó xảy đến để trừng phạt ngài. Khi về đến nhà, nhìn thấy Đức Maria đang cầu nguyện và hài nhi Giêsu đang ngủ say, Thánh Giuse càng ưu phiền hơn nữa. Không muốn làm chia chí Đức Maria đang cầu nguyện lúc ấy, mẹ đang chiêm niệm ở mức độ rất cao, bởi vì thế Thánh Giuse liền đi nơi khác để cầu nguyện. Thánh nhân khẩn nài Thiên Chúa giải thoát ngài cho khỏi cuộc thử thách ghê rợn lần này. Ngài thổn thức van xin: "Ôi lạy Chúa! Chúa quá biết hồi ấy vì sao con lại dự tính như thế. Thực ra trước đó con không hề biết điều gì đã xảy đến với hiền thê thánh thiện của con. Và vì vậy, giờ đây con van xin Chúa hãy tha thứ cho con. Và đừng bao giờ để Đức Maria bị tách xa khỏi con, hoặc để con bị tách xa khỏi sự hiện diện cao quý của Đức Nữ." Trong thần trí, Đức Maria đã thấu biết tất cả sự tình. Và vì vậy, mẹ bền bỉ cầu nguyện cho phu quân của mình. Sau đó, mẹ Thiên Chúa đã an ủi Thánh Giuse khi ngài đến phủ phục dưới chân mẹ để thưa lên tất những ưu tư đang chĩu nặng trong tâm trí ngài. Thánh Giuse thổn thức nói: "Hỡi hiền thê của tôi! Tôi e rằng Thiên Chúa bắt tôi phải chịu những khốn khó này vì tôi đã có lần dự tính lìa bỏ Đức Nữ." Đức Maria tỏ ra rất cảm thông với Thánh Giuse và bảo đảm rằng Thiên Chúa sẽ không bao giờ để xảy ra những điều thánh nhân lo ngại. Một lần nữa, Thánh Giuse lại phục mình sâu hơn nữa và xin Đức Maria tha thứ cho điều ngài đã dự định thực hiện hồi ấy. Thánh nhân nói: "Hỡi hiền thê của tôi biết Đức Nữ đã thực tâm tha lỗi cho tôi. Vậy xin Đức Nữ xin cho tôi ơn này, đó là đừng bao giờ Đức Nữ bị đưa xa khỏi tôi. Vì nếu thiếu vắng Đức Nữ, không biết tôi sẽ ra sao. Ôi, thật khốn thân tôi. Có lẽ tôi sẽ sống lay lắt qua ngày tháng còn lại trong cuộc đời giữa đắng cay và nước mắt." Một lần nữa, mẹ Thiên Chúa lại đảm bảo rằng mọi sự rồi sẽ ổn thỏa, và khuyên dục Thánh Giuse đừng lo lắng gì nữa. Được thanh thản nhờ những lời của hiền thê rất thánh, dung mạo Thánh Giuse trở nên rạng rỡ, và linh hồn ngài, vốn bị dày vò vì nỗi đau cùng cực, giờ đây cũng được phấn chấn tươi vui. Chúa Hài Nhi chợt thức giấc và đưa mắt yêu thương hướng về Thánh Giuse, tỏ dấu muốn được bồng ẵm trong vòng tay của ngài. Thánh nhân thành kính đón lấy và áp Chúa sát vào lòng và đáp lại: "Hài Nhi Giêsu đã dành cho thánh nhân một thái độ âu yếm thơ thảo. Trong dạt dào hoan lạc, Thánh Giuse đã được ngất trí. Thánh nhân được mặc khải về các mầu nhiệm cao cả, và biết Thiên Chúa đã cho ngài gặp nhiều thử thách là để ban thêm cơ hội cho ngài thực hành nhân đức. Trong khi hoan hưởng niềm hoan lạc ấy, thánh nhân vẫn được bồng Chúa Hài Nhi trong lòng. Ngài thỏa nguyện và hân hoan thốt lên những lời cảm tạ Thiên Chúa. Thánh nhân cũng cảm ơn Đức Maria về những lời đầy an ủi của mẹ." Sau đó, hai ngài cùng ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa. Cuộc thử thách nghiệt ngã khiến Thánh Giuse phải lo lắng ấy đã không bao giờ thành hiện thực. Thiên Chúa không để bọn tà tâm thực hiện được ý đồ của chúng.
Đấng tối cao giáng xuống đầu chúng những tai ương khốn khó đến nỗi chúng chẳng còn lòng dạ nào để nghĩ đến những điều chúng đã mưu tính gây ra cho Thánh Giuse nữa. Nỗi phiền não này vừa chấm dứt và Thánh Giuse một lần nữa an hưởng cuộc sống êm đềm chưa được bao lâu, thì một khốn khó khác tương tự như thế đã ập xuống đầu ngài. Nguyên do là vì một người cũng làm nghề mộc như Thánh Giuse đã bị mất cắp một số dụng cụ bằng sắt và một ít thanh gỗ. Thế là thánh nhân lập tức bị vu khống là thủ phạm. Họ kháo láo với nhau, hắn ta nhất định đã không bén mảng đến nơi này nếu như đầu hắn không đầy tội lỗi. Chắc hồi còn sống ở quê hương, hắn đã lâm cảnh túng bấn nên đâm đầu vào chỗ trộm cắp, rồi vì đó bị đày khỏi quê hương. Chính ma quỷ là kẻ thù chung đã gieo rắc những tư tưởng ngờ vực ấy vào tâm trí bọn người này để họ đối xử tàn tệ. Và cuối cùng, trục xuất Thánh Giuse ra khỏi Ai Cập. Thánh Giuse đã được một người tốt bụng báo cho biết những điều vu khống được dàn dựng ấy. Người này khuyên Thánh Giuse hãy tiên liệu an toàn cho bản thân. Nếu không, ngài có thể bị bắt giam như một tội phạm, bởi vì rất nhiều kẻ tin rằng thánh nhân đã đánh cắp những thứ đồ kia. Đối với Thánh Giuse, hung tin này không khác gì một cú trời giáng. Nhưng thánh nhân khẳng khái nói với người báo tin rằng ngài vô tội trong vấn đề này và nhất quyết không lẩn tránh. Thánh nhân còn xác quyết ngài tin tưởng Thiên Chúa sẽ che chở và minh oan cho sự vô tội của ngài. Thánh Giuse tha thiết nài xin Thiên Chúa giải gỡ cho ngài khỏi điều vu khống và cho mọi người nhận ra sự thật. Các nạn nhân của vụ cắp còn dựng lên một cuộc khiêu khích Thánh Giuse bằng những ngôn từ miệt thị để dò xem ngài có thực sự ăn cắp hay không. Thánh Giuse vô tội vẫn hoàn toàn điềm tĩnh và nói với họ rằng ngài vô can trong vụ cắp. Thực ra ai cũng biết Thánh Giuse vô tội, nhưng có một số người vẫn tiếp tục lăng mạ và xỉ vả, hăm dọa sẽ trả đũa ngài. Để tự vệ, Thánh Giuse chỉ đáp rằng mặc dù phải sống trong cảnh túng nghèo, nhưng ngài rất mãn nguyện, không ước muốn cũng không quan tâm đến tài sản của bất kỳ ai. Thánh Giuse xác định những gì ngài đang sở hữu đã là quá đủ. Và giả như có ai muốn lấy nốt số tài sản ít ỏi ấy đi, thì ngài cũng chẳng có gì phải lo lắng, bởi vì Thiên Chúa sẽ lo liệu mọi nhu cầu cho ngài. Sau khi Thánh Giuse phân trần, Thiên Chúa đã cho tất những người kia bình tâm lại và họ để cho ngài ra về bình an. Thánh nhân liền thuật lại cho Đức Maria mọi điều đã xảy ra. Mẹ Thiên Chúa an ủi và khích lệ ngài hãy nhẫn nhục chịu đựng, đồng thời bảo đảm công trạng của ngài sẽ rất lớn lao. Hai vị kết thúc bằng việc cảm tạ Thiên Chúa đã giải cứu Thánh Giuse cho khỏi cơn gian nan. Lúc ấy, tên thủ phạm vụ trộm cũng đã bị phát hiện và sự vô tội của Thánh Giuse đã được minh bạch giữa mọi người. Thánh Giuse không phàn nàn về những người đã vu cáo mình vì ngài muốn âm thầm chấp nhận tất cả. Tuy nhiên, những người vu cáo kia lại chẳng có miệng để nói lên một lời xin lỗi. Họ coi Thánh Giuse là hạng người hèn kém, chẳng có gì đáng phải nghĩ ngợi với ngài. Điều này càng khiến cho thất bại của ma quỷ thêm phần cay cú. Hắn điên tiết khi nhìn thấy Thánh Giuse vẫn nhẫn chịu vững vàng giữa mọi gian truân nghiệt ngã. Những dịp ấy chỉ giúp ngài lập thêm công phúc mà thôi. Satan tiếp tục kích động nhiều kẻ khác, hết người này đến người nọ, chống báng Thánh Giuse. Đến độ mỗi lần ra khỏi nhà, thánh nhân thường đụng đầu với một kẻ phỉ nhổ hoặc xỉ vả ngài. Thực vậy, thái độ chịu đựng của Thánh Giuse thật tuyệt vời trong thời gian lưu ngụ tại Ai Cập, vì ngài thường xuyên phải chấp nhận những nghịch cảnh chèn ép như thế. Thánh nhân không bao giờ nuôi lòng ác cảm với ai, không bao giờ ta thán.
Ngài nhẫn nhục chấp nhận mọi sự trong tinh thần phó thác và vui tươi. Ngài chỉ nói với những kẻ bách hại, xin Thiên Chúa tha thứ cho bạn. Hơn nữa, Thánh Giuse còn biến những lời ấy thành việc làm. Ngài cầu nguyện cùng Thiên Chúa cho họ và ước muốn điều lành cho họ, để họ cũng được nhận biết Thiên Chúa chân thật. Thực vậy, Thánh Giuse đã đổ không biết bao nhiêu nước mắt để nài xin ơn ấy cho họ. Để thử thách người tôi trung hơn nữa, Thiên Chúa đã để Thánh Giuse gặp phải một nỗi lo sợ kinh khiếp. Sự thể là thánh gia đang sống giữa một dân man di, những người chưa nhận biết Thiên Chúa. Nên Thánh Giuse thường xuyên phải lo lắng vì hài nhi Giêsu hoặc hiền thê của Ngài rất có thể phải gặp một lăng mạ hoặc ngược đãi nào đó. Tư tưởng này hành khổ thánh nhân và thường xuyên làm cho Ngài ưu tư, người ta lập mưu hãm hại tôi, để đưa tôi vào cảnh khốn khó. Rất có thể họ sẽ ập đến đang lúc tôi đi vắng mà ngược đãi hiền thê của tôi và chúa hài nhi, rồi đuổi hai đấng ra khỏi nhà. Thế là mỗi khi Thánh Giuse ra khỏi nhà, nỗi lo lắng ấy cứ lảng vảng trong tâm trí Ngài. Từng giờ từng phút trở nên như bất tận. Thánh nhân không bao giờ dám chậm trễ, luôn phải lật đật trở về để xem hai đấng có gặp tai họa gì không. Mặc dù Thánh Giuse vững tin Thiên Chúa vẫn dành cho Đức Maria một sự chăm sóc đặc biệt, nhưng Thiên Chúa vẫn để nỗi lo lắng ấy âm ỉ triền miên trong tâm hồn thánh nhân. Thánh nhân chấp nhận điều ấy với tinh thần phó thác và không bao giờ tỏ ra bồn chồn hoặc ảo não. Thánh Giuse lúc nào cũng giữ được một thần thái khá vui tươi, toát lên một vẻ bình an. Ngay trước mặt kẻ đối nghịch, thánh nhân cũng không hề tỏ ra căm hận. Không bao giờ Thánh Giuse phát tiết nóng giận, giống như Ngài chưa từng bị ai xúc phạm bao giờ. Những người man di rất ngạc nhiên về điều ấy. Họ không hiểu vì sao Thánh Giuse lại giữ được một thần thái điềm tĩnh như thế trong mọi nghịch cảnh. Chương 38: Cảnh nghèo khó cơ cùng của Thánh Giuse tại Ai Cập. Như chúng ta đã biết, Thánh Giuse phải sống trong cảnh nghèo khó cùng cực tại đất nước xa lạ này. Nguồn thu nhập độc nhất để sinh nhai của thánh gia là công khó hai bàn tay của Thánh Giuse và những món đồ thủ công của Đức Maria. Cũng có một số người thuê mướn Thánh Giuse làm việc nhưng không chịu trả công. Và trong những trường hợp ấy, thánh nhân vẫn không nằng nặc đòi họ trả công xứng đáng cho Ngài. Qua đó, Thiên Chúa đã ban cho đầy tớ của người thêm cơ hội để lập công phúc. Mỗi khi các nhu cầu của thánh gia lâm mức cùng quẫn, Thánh Giuse đã đến gặp những người mắc nợ và xin họ hoàn lại những gì họ còn thiếu Ngài. Thánh nhân hành xử thật nhã nhặn. Mặc dù vậy, Ngài thường phải quay về trắng tay, kèm theo những lời độc địa mà Ngài phải chấp nhận trong nhẫn nhục. Chính vì tâm tính hiền từ và sức nhẫn chịu vô song của Thánh Giuse mà nhiều người Ai Cập, những người tôn thờ tà thần, đã chưng cháo đến nỗi văng ra những lời lăng mạ khích bác và không coi Ngài ra gì. Những lần ấy, mặc dù tâm hồn hoàn toàn suy phục thánh ý Thiên Chúa, nhưng Thánh Giuse trở về rất âu sầu. Đức Maria đã thông cảm và an ủi thánh nhân bằng cách khích lệ Ngài tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Hai vị hợp nhau kêu xin Thiên Chúa cứu giúp, và người đã sai một thiên thần đem lương thực đến cho các ngài. Như một quy luật, Thiên Chúa chỉ ban như vậy sau khi Thánh Giuse đã chứng tỏ sự nhẫn nhục hết sức của Ngài. Thiên Chúa muốn Thánh Giuse nhiều khi phải chịu nhục nhã để đi xin những nhu cầu cuộc sống. Và người rất thỏa lòng khi thấy thánh nhân khuất phục bản tính ngại ngùng khi thực hiện việc ấy vì vâng theo sự an bài của người. Những khi ấy, hài nhi Giêsu cũng dành nhiều yêu thương cho Thánh Giuse hơn bình thường.
Điều đó đem lại niềm vui cho Thánh Nhân. Và cùng với Đức Maria, Ngài đã dâng lời ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa. Thỉnh thoảng, khi nhìn thấy những thứ cây trái Đức Maria thích ăn được bày bán, Thánh Giuse rất muốn mua về cho hiền thê của mình. Nhưng vì không có tiền, thành ra Ngài rất buồn bã. Vì tha thiết yêu thương hiền thê thánh thiện, nên Thánh Giuse rất muốn dành cho Đức Maria tất cả những gì xứng hợp. Và Ngài đặc biệt ước muốn có đủ khả năng để chu cấp cho mẹ rất thánh mọi thứ cần thiết. Trong năm, vào những khi thời tiết khắc nghiệt, Thánh Giuse thực sự phải khổ sở rất nhiều, thật đau đớn biết bao. Bản thân Ngài phải chịu giá rét đã đành, nhưng hiền thê thánh thiện của Ngài và hài nhi Giê-xu yêu dấu cũng đang run rẩy. Thế mà Ngài đành bó tay không biết phải làm gì để giúp đỡ hai đấng trong nỗi cơ cùng. Thỉnh thoảng, Thánh Nhân đã phải cởi tấm áo khoác của mình để che phủ cho Chúa hài nhi đỡ bớt giá lạnh. Ngài tâm sự với Đức Maria, tôi phải khổ sở là phải lẽ. Nhưng Đức Nữ là hiền thê của tôi và Chúa Giê-xu dấu yêu của tôi cũng phải chịu đựng như thế này. Ôi! Không thể thế được! Ôi! Thật đau lòng cho tôi biết bao! Mẹ Thiên Chúa đã an ủi và khuyên nhũ Thánh Nhân hãy can trường chấp nhận tất cả bởi vì đó là thánh ý Cha trên trời. Hơn nữa, chính Chúa Giê-xu và mẹ cũng luôn sẵn lòng chịu đựng. Có lần Thánh Giuse rất khổ sở vì giá lạnh và đâm ra buồn phiền, nên Đức Maria, theo ý muốn tỏ tường của Chúa Hài Nhi, đã trao người vào vòng tay của Thánh Nhân. Thánh Giuse đã ghì chặt Chúa Hài Nhi vào lòng, và mặc dù cũng đang lạnh cóng và run rẩy vì băng giá, nhưng Hài Nhi Giê-xu đã truyền hơi ấm do ngọn lửa tình yêu cực thánh của người sang cho Thánh Giuse đang khổ sở để thắp lên trong tâm hồn Thánh Nhân một ngọn lửa. Và sức nóng đã lan tỏa khắp châu thân của Ngài. Trong mùa đông, Thánh Giuse lại ưu phiền vì tình cảnh nhiều khi không còn củi để sưởi ấm, mặc dù bản tính Ngài rất chu đáo. Những lúc ấy, Thánh Nhân chỉ biết thầm thĩ một mình, Thiên Chúa đã ủy thác cho tôi chăm sóc và lo liệu cho con trí thánh của người và Đức Maria rất thánh. Đúng ra tôi phải chu cấp mọi sự cần thiết cho hai đấng. Tôi đã không làm trọn nghĩa vụ của mình, vì tôi đã để các đấng phải chịu đựng những nỗi thiếu thốn này. Thế rồi, hướng lòng về Chúa, Thánh Nhân cầu nguyện, ôi Thiên Chúa của con, Chúa biết con đang lâm vào hoàn cảnh nào. Nếu Chúa không phù giúp, thì con không thể chu toàn nổi những trách vụ của con. Xin Chúa ban cho con phương tiện để chu toàn các bổn phận của con. Con có thể làm được gì nếu như Chúa không cứu giúp con? Con chứng kiến con một Chúa và hiền thê của con phải chịu đựng thế này, mà con lại không thể làm gì được để chu cấp tốt hơn cho nhu cầu của hai đấng. Những người mắc nợ tiền công của con thì lại mắng mỏ và không chịu hoàn trả. Vậy con biết làm gì nếu Chúa không đến cứu giúp con? Thánh Giuse đã bộc lộ những lời than thở như thế, và Thiên Chúa đã không làm ngơ trong việc ban trợ cho Ngài. Mỗi năm đến mùa nóng, Thánh Giuse vẫn phải khổ sở rất nhiều vì ảnh hưởng nghiêm trọng do sức nóng nhiệt đới. Vì công việc đòi phải gắng sức, nên Ngài thường khát nước. Tuy nhiên, dù tìm được nước uống đi nữa, Thánh Giuse vẫn thường hy sinh không uống, vì Ngài đã thấy rất rõ tấm gương nhân đức sáng ngời về sự hãm mình mà Thiên Chúa đã đặt trước mặt Ngài là Đức Maria. Thánh Giuse chuyên tâm gắng sức học tập gương lành của Đức Maria đến độ thỉnh thoảng chính mẹ cũng cảm thấy ngần ngại khi đem các thức bồi dưỡng đến cho Ngài. Mặc dù mẹ đã nhìn thấy lương quân yêu dấu của mẹ rất cần thiết, Thánh Giuse vui tươi đón nhận các thức bồi dưỡng,
rồi cảm ơn Thiên Chúa và hiền thê của Ngài. Thánh nhân thường thổ lộ với Đức Maria, Thiên Chúa thật nhân lành khi tỏ cho Đức Nữ biết các nhu cầu của tôi và bồi dưỡng cho tôi. Thánh Giuse không bao giờ tỏ ra bất cần trước sự phục vụ của Đức Maria. Không những thánh nhân không từ chối, mà còn đón nhận bất kỳ thức gì Đức Maria trao cho với thái độ biết ơn và trân trọng. Đối với Thánh Giuse, nguyên việc được tiếp nhận từ đôi tay phúc hậu của Đức Maria đã là một hồng ân quá cao trọng. Bởi vì mỗi khi lãnh nhận bất cứ của gì từ nơi hiền thê yêu dấu, Ngài luôn được hưởng một niềm an ủi nội tâm và một sự no thỏa thể chất. Đối với Thánh Giuse, ngay cả nước lã Đức Maria đem đến cho Ngài cũng còn hơn những thức uống tuyệt hảo. Một lần nọ, khi Thánh Giuse hỏi Đức Maria về nguyên nhân sự lạ ấy, với thái độ từ tốn và khiêm nhu, mẹ đã trả lời đó là phúc lành của Đấng Tối Cao ban tặng để an ủi Ngài. Hai vị cùng tạ ơn Thiên Chúa là Đấng đã ban phát mọi sự tốt lành. Thánh Giuse muốn tìm cách để bồi dưỡng và an ủi Đức Maria, nhưng không biết phải làm gì và làm khi nào. Vì thế, Thánh nhân xin Thiên Chúa nhân lành thỉnh thoảng tỏ cho Ngài biết về các nhu cầu và những ước muốn của Đức Maria. Thánh nhân kêu xin Thiên Chúa cho Ngài biết bằng cách này hay cách khác về điều ấy một cách tỏ tường. Và Thiên Chúa đã ban cho đầy tớ trung thành của người được thỏa nguyện. Nhiều lần Thiên Chúa đã cho Thánh Giuse biết Đức Maria đang khát. Khi ấy, Thánh nhân liền đem nước đến mời Đức Maria giải khát. Thánh nhân khiêm tốn mời, và mẹ Thiên Chúa đã nhận lấy. Điều ấy làm Thánh Giuse rất vui tươi và Ngài đã sốt sắng cảm tạ Thiên Chúa. Đức Maria rất sung sướng trước sự quan tâm của vị phu quân dành cho mình và ra sức đền đáp bằng cách xin con trí thánh của mẹ ban cho Thánh nhân luôn được tràn đầy ơn thánh và phúc lành. Như thế, Đức Maria và Thánh Giuse đã thực hành một đức ái tương trợ cho nhau. Các ngài trợ giúp nhau mỗi khi nhận thấy nhu cầu của người kia. Thánh Giuse rất mực quan tâm đến Đức Maria. Tuy nhiên, Đức Maria vẫn vượt trội về phương diện này. Mẹ dành cho Thánh nhân mọi sự chăm sóc có thể nghĩ ra được và hết sức tỏ lòng biết ơn đối với Ngài. Khi nhìn thấy Thánh Giuse mệt mỏi nhọc nhằn vì công việc vất vả, Đức Maria đã ân cần chuẩn bị những bữa ăn cho Thánh nhân. Để nhờ thức ăn ngon miệng, Thánh nhân có thể phục hồi sức khỏe mà tiếp tục công việc và phấn đấu để lo liệu các nhu cầu cuộc sống. Thánh Giuse rất trân trọng tấm lòng yêu thương hiền thê yêu dấu dành cho Ngài, và Ngài đã cảm ơn Đức Maria về điều ấy. Lòng trọng kính của Thánh Giuse dành cho Đức Maria không ngừng gia tăng, và Thánh nhân bày tỏ tri ân đối với Thiên Chúa, Đấng đã ban Đức Maria cho Ngài. Chương 39: Những tâm tình của Thánh Giuse dành cho Chúa Hài Nhi Giêsu trong giai đoạn đầu cuộc đời của người và các ân sủng Thánh nhân đã được lãnh nhận. Hài Nhi Giêsu phát triển rất nhanh, cả phương diện thể lý lẫn bình diện ân sủng. Vì thế, mẹ Thiên Chúa đã cho Chúa Hài Nhi mặc đồ từ rất sớm và chính mẹ đã tự tay may y phục cho Chúa. Chúng ta có thể tưởng tượng là Đức Maria đã thực hiện công việc ấy một cách cần mẫn và tràn đầy lòng mến như thế nào. Thánh Giuse lấy làm sung sướng về điều đó. Thánh nhân vẫn mong đợi đến lúc có thể nhìn thấy Hài Nhi Giêsu yêu dấu của Ngài trong trang phục chỉnh tề. Bởi vì thấy Chúa chịu quấn trong khăn tã là một điều rất đau lòng đối với Ngài. Thánh Giuse rất hiểu Chúa Giêsu phải khổ sở rất nhiều khi bị quấn trong khăn tã. Dựa vào kinh nghiệm khi Ngài đã biết sử dụng trí năng hồi còn nhỏ. Do đó, thấy Đức Maria bắt tay cắt may y phục cho Chúa,
Thánh Giuse thường để ý xem bao giờ các y phục ấy sẽ được hoàn thành. Thánh nhân lấy làm sung sướng khi nhìn thấy hiền thê của ngài thực hiện công việc ấy một cách chuyên cần và đầy tình mến. Vì thế, ngài nói với Đức Maria, hỡi hiền thê của tôi. Chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ được nhìn thấy trẻ Giê-xu tề chỉnh đứng trước mặt chúng ta và đi đây đi đó với chúng ta. Ắt hẳn đức nữ sẽ rất vui mừng, vì lẽ chính đức nữ đã được diễm phúc cắt may y phục cho hài nhi Giê-xu. Hiểu được ước vọng của Thánh Giuse, Đức Maria đã nghĩ cách an ủi thánh nhân bằng việc đề nghị ngài hãy làm một món đồ gì đó cho Chúa Giê-xu. Mẹ Thiên Chúa gợi ý, tôn huynh có thể làm cho người một chiếc ghế để ngồi. Thánh Giuse rất vui mừng và mau mắn đóng một chiếc ghế đẩu nho nhỏ cho trẻ Giê-xu. Lòng tràn ngập an ủi, Thánh Giuse đã làm công việc ấy hết sức chu đáo và tỉ mỉ. Công việc cũng thường bị cắt ngang vì những lần thánh nhân trào nước mắt do những tư tưởng thánh thiện được khơi dậy trong tâm trí ngài. Đức Maria và Thánh Giuse đã chuẩn bị xong những đồ đạc xứng hợp cho Chúa hài nhi. Thời giờ đã đến. Hai vị mặc cho hài nhi Giê-xu một bộ y phục rất nhỏ nhắn và mới tinh, may riêng cho người. Trẻ Giê-xu đưa đôi mắt long lanh yêu mến nhìn Đức Maria và Thánh Giuse rồi mỉm cười. Chúa cũng dành cho các ngài một cử chỉ âu yếm thân thiết. Hợp với độ tuổi còn thơ ấu, Chúa Giê-xu đã bập bẹ gọi tên cha mẹ và vui mừng cúi đầu tỏ dấu biết ơn. Chúa dùng đôi bàn tay nhỏ xíu để biểu lộ những cử chỉ yêu mến dành cho Đức Maria và Thánh Giuse bằng cách vuốt khẽ lên khuôn mặt của mẹ người. Thánh Giuse cúi mình hôn kính hai bàn chân của trẻ Giê-xu, hai bàn chân mới được mang đôi xăng đan vừa vặn. Trong niềm vui và an ủi ngập lút linh hồn, Thánh Giuse đã được đưa vào một cơn ngất trí. Và trong tình trạng ấy, ngài được cho hiểu vì sao Đấng Thượng Chí hằng hữu lại muốn bập bẹ và tập tành đi đứng giống như mọi con trẻ khác. Đang khi Thánh Giuse còn trong tình trạng siêu vời ấy, Chúa hài nhi vẫn thỏ thẻ với Đức Maria, biểu lộ tâm tình mến yêu và biết ơn đối với điều tốt lành mẹ Chí Thánh đã làm cho người. Ngôn ngữ trần gian không thể diễn tả hết niềm hoan lạc Đức Maria được cảm hưởng khi nghe những lời trìu mến của hài nhi vô cùng dấu yêu của mẹ. Sau cuộc xuất thần, Thánh Giuse liền thực hiện hành vi tôn thờ Chúa hài nhi. Thánh nhân bồng ẵm người trên tay một hồi lâu trong niềm hạnh phúc chứa chan vì được diễm phúc cao vời. Sau đó, Thánh nhân đặt Chúa hài nhi vào giữa Đức Maria và ngài. Rồi cả hai vị cầm tay Chúa hài nhi và tập cho Chúa đi những bước chập chững đầu tiên của người. Ai có thể tả cho hết niềm sung sướng Đức Maria và Thánh Giuse được cảm nghiệm lúc ấy? Thánh Giuse đã xúc động vì hạnh phúc. Ngài không sao nén được niềm hoan lạc đang trào dâng trong lòng. Nét mặt của thánh nhân biểu lộ một sự nhiệt ái thiên đàng, trong khi tự thẳm cung linh hồn phát ra những lời thở than yêu mến. Vừa mới được mặc y phục, hài nhi Giê-xu đã cố gắng quỳ xuống để tôn thờ cha trên trời. Chúa hài nhi thực hiện các hành vi tự hiến, tạ ơn, đền tạ và cầu xin như đã được ghi trong bản văn liên quan đến cuộc sống nội tâm của người. Thánh Giuse rất đỗi kinh ngạc về điều ấy. Nơi thẳm sâu tâm hồn, thánh nhân ghi nhớ các hành vi của Chúa Giê-xu và đem ra suy gẫm trong khi làm việc. Theo cách thức hiền thê Maria, người luôn có một tri thức thông suốt mọi sự, đã chỉ dạy cho ngài. Thánh Giuse đã liên kết với Chúa Giê-xu trong các hành vi thờ lạy và hiến dâng của người. Hài nhi Giê-xu giang hai tay theo hình thập giá để thực hiện hành vi tôn thờ cha trên trời.
người hiến mình cho Chúa Cha để tự tình đón nhận cái chết trên thập giá khi đến giờ ấn định trong chương trình của Thiên Chúa quan phòng. Tâm hồn Thánh Du Xe quặn nhói đau đớn khi nhìn thấy Chúa Hài Nhi trong tư thế ấy. Và đôi dòng nước mắt của Ngài bỗng nhiên tuôn trào. Vì Thánh Nhân đã linh cảm những gì sẽ xảy đến với Chúa Giê-xu. Đức Maria lên tiếng an ủi Thánh Du Xe. Mặc dù cõi lòng của mẹ cũng đang tan nát. Mẹ xin Thánh Nhân đừng quá âu sầu và đề nghị Ngài hãy nhân cơ hội ấy mà tán dương nhân đức vâng lời của Chúa Giê-xu đối với Chúa Cha trên trời. Nhờ những lời của hiền thê thánh thiện, Thánh Du Xe cảm thấy thanh thản đôi chút và không vấn vương mãi về điều ấy nữa. Sau khi đã thực hiện các hành vi hiến dâng và tôn thờ Chúa Cha, Hài Nhi Giê-xu liền gieo mình vào lòng hiền mẫu rất thánh. Và Thánh Du Xe cũng đi làm việc. Đang lúc bận rộn với những công việc, Thánh Nhân bỗng được xuất thần vì nhớ lại những hành vi của Chúa Giê-xu yêu dấu của Ngài. Được nhiệm lực tình yêu cuốn hút, Thánh Nhân khao khát được trực tiếp đến gặp và chiêm ngắm Hài Nhi Giê-xu của Ngài cho thỏa lòng. Nhưng vì sợ quấy rầy Chúa Hài Nhi, nên Thánh Nhân đành nén lại niềm khát khao ấy. Mỗi khi muốn an ủi dưỡng phụ trung thành, Chúa Hài Nhi thường thân ái mời Thánh Du Xe tham dự cuộc đối thoại nội tâm. Thánh Du Xe không sao cưỡng lại được cuộc đối thoại ấy. Và vì thế, Thánh Nhân vội vã đến gặp Chúa. Ngài bị thôi thúc vì cường lực của tình yêu. Thông thường, Thánh Du Xe gặp Chúa Hài Nhi cũng đang trên đường tìm đến với Ngài. Lần đầu tiên đến với Thánh Du Xe, Hài Nhi Giê-xu đã được mẹ rất thánh dẫn đi. Khi nhìn thấy Thánh Du Xe, Chúa Hài Nhi đã reo lên, chào cha. Rồi reo mình vào vòng tay của Thánh Nhân và dùng đôi tay nhỏ xíu của mình để vuốt khẽ Ngài. Niềm vui lần đầu tiên được nghe Chúa Hài Nhi gọi mình là cha đã làm Thánh Du Xe phải trào nước mắt. Thánh Nhân nhận mình hoàn toàn bất xứng với vinh dự ấy, nhưng vẫn tỏ dấu tri ân vì được Hài Nhi Giê-xu xưng hô như thế. Thánh Du Xe chân thành cảm ơn Chúa Hài Nhi và khẩn khoản nhờ hiền thê rất thánh thiện hãy thay Ngài mà cảm tạ Chúa Cha và Chúa Con. Đức Maria rất vui mừng giúp đỡ Thánh Du Xe về điều ấy. Mẹ rất thánh cũng chia vui với Thánh Du Xe về diễm phúc trọng đại của Ngài. Và hai vị cùng hợp nhau cảm tạ cha trên trời vì vô vàn ân phúc người đã trào đổ xuống trên các ngài. Nhất là phẩm chức cho Thánh Du Xe được làm đại diện của người trên trần gian này. Được Hài Nhi Giê-xu gọi là cha là một nguồn an ủi bất tận đối với Thánh Du Xe. Mỗi lần như thế, tâm hồn Ngài cảm thấy như được cuốn hút và trào dâng một lòng mến yêu mãnh liệt dành cho Chúa. Thánh Nhân thường giải khuây bằng cách trao đổi với Đức Maria về sự tự hạ khôn cùng Chúa Giê-xu đã dành cho Ngài và kể cho hiền thê biết những điều ấy đã tác động đến linh hồn Ngài như thế nào. Thánh Du Xe thường lặp đi lặp lại với Đức Maria, ôi hiền thê rất thánh thiện của tôi, Thiên Chúa đã nâng tôi lên một địa vị cao sang biết bao. Người trao đổ cho tôi những ân sủng và những phúc lộc thật lớn lao. Tôi thực tâm tin rằng chính vì công phúc của Đức Nữ mà Chúa Giê-xu đã ban cho tôi tất cả các ơn ấy. Bởi lẽ tôi hoàn toàn bất xứng. Còn Đức Nữ thì tràn đầy ơn nghĩa trước Thánh Nhan người. Đức Nữ đã lãnh nhận phẩm chức tuyệt đỉnh là được làm hiền mẫu đích thực của Đấng Cứu Thế. Rõ ràng Đức Nữ là nguyên nhân cho hạnh phúc của tôi. Vì tất cả những ân sủng đã được thông truyền cho tôi qua sự trung gian của Đức Nữ. Xin Đức Nữ hãy tiếp tục cầu bầu cùng con trí thánh của Đức Nữ và cảm tạ Đấng tối cao thay cho tôi. Xin Đức Nữ hãy rộng lòng kêu xin thêm những ân sủng khác cho tôi, nhất là ơn biết cộng tác xứng đáng với tình yêu hải hà Thiên Chúa đã dành cho tôi. Hỡi hiền thê của tôi biết phải làm gì để đền đáp Đức Nữ
khi tôi thấy mình quá thiếu thốn như thế này? Đức Maria đã trả lời rất khôn khéo và rộng lượng bằng cách mời gọi Thánh Giuse hãy coi mọi sự ngài được lãnh nhận là do bàn tay quảng đại và nhân lành của Thiên Chúa. Mẹ rất thánh cũng cất tiếng hát lên những khúc tân ca để tán dương Thiên Chúa. Sau đó, mẹ và Thánh Giuse cùng nhau hát những bản thánh thi để chúc tụng đấng ban phát mọi điều thiện hảo. Thánh Giuse rất được an ủi và mãn nguyện. Sau đó, ngài trở về với công việc của mình. Thánh Giuse không dám gọi Chúa Giêsu là con, mặc dù tâm hồn hiền phụ đầy yêu thương của ngài rất ước muốn như thế. Thánh nhân đến gặp Đức Maria để hỏi cho biết có nên xưng hô với Chúa Giêsu như thế hay không. Đức Maria liền xác nhận vì hài nhi Giêsu đã tự hạ khi gọi tôn huynh là cha và ủy thác cho tôn huynh địa vị làm cha trên trần gian. Như vậy, Thiên Chúa đã ban quyền cho tôn huynh được gọi người là con. Hơn nữa, như tôn huynh đã nói, chính vì thánh ý Chúa Cha, nên hài nhi Giêsu đã tự hạ suy phục tôn huynh như thể người là con thật của tôn huynh. Và do đó, tôn huynh được quyền gọi người là con và đối xử với người như thể tôn huynh là cha thật của người vậy. Tâm hồn Thánh Giuse chứa chan hoan lạc khi nghe những lời của Đức Maria, và ngài đã rơi lệ vì những ơn an ủi đang được cảm hưởng. Đồng thời, Thánh Giuse đã hợp với Đức Maria mà cảm tạ Thiên Chúa. Thánh nhân tự nhủ: tôi thực sự là người diễm phúc vì được quyền gọi ngôi lời nhập thể. Con một Thiên Chúa Cha hằng hữu là con của tôi. Sau cùng, Thánh Giuse lớn tiếng reo lên: ôi Giêsu, con của cha! Ôi Giêsu, con của cha! Ngay lúc đó, thánh nhân đã được xuất thần, và trong tình trạng ấy, ngài được mặc khải rất đặc biệt về nguyên nhân vì sao Chúa Giêsu lại tự hạ làm con của ngài và muốn gọi ngài là cha. Khi cuộc xuất thần tuyệt vời đã qua, Thánh Giuse đem thuật lại tất cả những điều ấy cho hiền thê của ngài. Trong tâm trí, Đức Maria cũng nhận biết những gì đang xảy ra với Thánh Giuse, nhưng mẹ rất vui khi được nghe chính ngài nói. Lúc nào Thánh Giuse cũng cảm thấy như được thôi thúc đem kể cho Đức Maria mọi điều xảy ra trong linh hồn ngài, bởi vì thánh nhân nhận thức được phẩm chức và sự khôn ngoan của hiền thê yêu dấu của ngài. Hơn nữa, Thánh Giuse đã phát hiện Đức Maria lúc nào cũng an ủi ngài bằng những lời rất dịu dàng, và Đức Maria luôn luôn là sự bảo đảm cho tình yêu Thiên Chúa dành cho ngài. Vì thế, khi tỏ ra những điều bí nhiệm nơi linh hồn mình cho Đức Maria, Thánh Giuse muốn được hiền thê yêu dấu trợ giúp để chúc tụng và cảm tạ Thiên Chúa. Thánh Giuse nhận mình rất bất xứng, đồng thời ngài biết Đức Maria vô cùng cao sang và đẹp lòng Thiên Chúa, vì Thiên Chúa đã đặc tuyển mẹ làm hiền mẫu đích thực của con một Thiên Chúa. Chương 40: Lòng mến yêu của Thánh Giuse dành cho Chúa Giêsu. Ngài khát khao ơn cứu độ cho các linh hồn và ơn hoán cải cho người ngoại giáo hài nhi Giêsu rất mau lớn. Và tình yêu Thánh Giuse dành cho người cũng gia tăng không ngừng đến nỗi tâm hồn thánh nhân thực sự bị hao tổn vì tình yêu Thiên Chúa. Đối với Thánh Giuse, Chúa hài nhi dường như càng ngày càng phương phi khả ái, và khát vọng muốn được chiêm ngắm Chúa nhiều khi đã chiếm hữu toàn bộ con người của thánh nhân. Trẻ Giêsu vô cùng hài lòng và dành cho Thánh Giuse những biểu hiện yêu mến, mặc dù người thực hiện điều ấy một cách giới hạn, vì thánh nhân không thể nào chịu nổi một niềm vui tràn bờ như thế. Thực vậy, thỉnh thoảng chỉ cần thốt lên những lời than thở: ôi Giêsu quý yêu, ôi con giàu ái của cha, là tâm hồn Thánh Giuse đã chết ngạt vì cảm xúc mãnh liệt
vì vậy ít khi ngài than thở những lời như thế. Tâm tình Thánh Du Xe rất dễ cảm nên ngài không thể nào nén nỗi cường lực của tình mến. Tuy nhiên, nếu như tình yêu của Thánh Du Xe mãnh liệt như thế, thì đau khổ của ngài khi thấy Chúa Giêsu không được tôn nhận là Thiên Chúa, mà ngược lại còn bị xúc phạm nặng nề, cũng kinh hoàng không kém. Nhiều đêm thánh nhân đã than khóc thảm thiết vì vô vàn linh hồn ngoại đạo còn mê muội và xúc phạm đến Thiên Chúa. Thánh nhân thường cầu nguyện trong lòng, ôi Thiên Chúa nhập thể, Chúa đang sống giữa những người vô đạo, mà sao họ vẫn không chịu trở về với Chúa? Ôi lạy Chúa, xin rủ lòng thương xót dân tộc mù tối này và chiếu rãi ánh sáng rạng ngời của Chúa cho họ. Xin cho họ được nhận biết và được trở về với Chúa. Thánh Du Xe ước mong cho mọi người Ai Cập đều có dịp gặp Chúa Giêsu, để khi nhìn thấy người, họ sẽ được tình yêu người làm cho sáng mắt sáng lòng. Thánh nhân thường tâm sự với Đức Maria, ôi, tôi không thể nán chờ cho đến ngày Chúa Giêsu tỏ mình ra cho người Ai Cập. Không thể nào tâm hồn của những người này, tuy là dân thờ lạy tà thần, mà lại vô cảm trước tình yêu của Thiên Chúa. Như vậy, ít ra tôi cũng được an ủi khi nhìn thấy Chúa Giêsu được yêu mến, mặc dù người vẫn chưa được tôn nhận. Một khi nhìn thấy Chúa Giêsu của chúng ta đi qua các đường phố, thật dịu hiền, thật hòa nhã, thật khả ái, người ta sẽ được tình yêu của người cuốn hút. Và niềm hoan lạc của tôi là được sống bên người, cầm tay người dắt đi đây đó. Nhất định sẽ có nhiều người thầm ước sự hạnh phúc tuyệt vời của tôi. Đức Maria rất vui mừng khi nhìn thấy Thánh Du Xe chỉ khao khát cho Chúa Giêsu được mọi người nhận biết và yêu mến. Để an ủi thánh nhân, mẹ nói, quả thật sẽ đến ngày Chúa Giêsu của chúng ta sẽ được nhiều người tôn nhận. Họ sẽ yêu mến và bước theo người, nhưng người cũng sẽ bị nhiều kẻ căm hận và bách hại, vì những kẻ mù tối bao giờ cũng ghét ánh sáng. Tôn huynh hãy nhớ lại lời tiên báo của cụ Simeon. Cụ đã cho chúng ta biết Chúa Giêsu sẽ nên cớ cho nhiều người trỗi dậy và nhiều người vấp ngã. Vì thế, chúng ta phải vững tin, thời điểm của tất cả những điều đó thế nào cũng sẽ đến. Những lời ấy làm cho Thánh Du Xe rất buồn, vì ngài hết lòng ước mong cho mọi người nhìn biết và yêu mến Chúa Giêsu. Thánh nhân chăm chú nhìn hài nhi Giêsu rồi thân thưa với người, hỡi Giêsu rất quý yêu của cha. Lẽ nào trên trần gian này lại có những người không yêu mến con hay sao? Làm sao họ có thể không yêu mến một vẻ đẹp thần diệu, một hấp lực dịu dàng, một sự quảng đại khả ái đến thế hay sao? Nếu như một ánh nhìn trìu mến của con đủ làm cho các tạo vật vô linh phải ứng đáp, thì tại sao tình yêu ấy lại không được khơi dậy nơi các tâm hồn nhân loại? Ôi thực tế này gây cho cha một vết thương xốn sang khi biết con không được yêu mến, mà ngược lại, con bị chống đối và bắt bớ. Ôi Giêsu yêu dấu của cha, ước chi cha đừng sống để nhìn thấy ngày ấy, ngày con bị ngược đãi như thế. Cha thà chết còn hơn thấy con bị tàn đãi như thế. Hỡi Giêsu rất dấu yêu của cha. Con là chính sự sống của cha. Con đáng được mọi người tôn kính và yêu mến. Thánh Du Xe suy nghĩ rất nhiều về những gì ngài có thể thực hiện để Chúa Giêsu được mọi người yêu mến. Tuy lòng mến của thánh nhân đã khơi lên nhiều sáng kiến, nhưng cuối cùng, ngài đi đến kết luận chỉ cần liệu sao cho hài nhi Giêsu được mọi người nhìn thấy, nhất định họ sẽ yêu mến người. Chắc chắn Thánh Du Xe đã không sai lầm trong kết luận này, bởi vì trên thực tế,
Vẻ phương phi tốt lành của chúa hài nhi tuyệt vời đến độ mọi người phải ngỡ ngàng chăm chú ngắm nhìn. Và tình yêu từ con người của chúa phát ra đã làm họ cảm thấy được cuốn hút đến với người. Tuy nhiên, chỉ có rất ít người đã yêu mến hài nhi Giê-xu vì nhận ra người chính là con Thiên Chúa. Mặc dù đây mới là nguyện ước của Thánh Giuse. Đôi lần, Đức Maria quan sát thấy Thánh Giuse quên cả dùng bữa và không làm được bất cứ việc gì khi ngọn lửa yêu mến Chúa đang bừng cháy trong tâm hồn Ngài. Để giúp Thánh Giuse giải tỏa bớt cảm ái nồng cháy ấy, Mẹ Thiên Chúa thường hỏi Thánh Nhân đang đau đớn về điều gì. Và Ngài đã tỏ cho mẹ biết những ước nguyện của Ngài và ngọn lửa tình yêu Ngài đang cảm nghiệm trong tâm hồn. Đức Maria và Thánh Giuse thường đàm đạo với nhau về chủ đề Chúa Giê-xu đáng được yêu mến như thế nào vì uy linh và sự tốt lành của người. Và khi trao đổi như thế, hai vị càng được bừng cháy hơn trong ngọn lửa tình yêu Thiên Chúa. Đức Maria và Thánh Giuse nhiều lần đã thấy trẻ Giê-xu quỳ gối trên nền nhà, hai tay chắp lại và thực hiện những hành vi hiến dâng cho Thiên Chúa. Một lần kia, khi nhìn thấy như thế, Thánh Giuse đã hỏi Đức Maria rằng Chúa Giê-xu đang thân thưa những gì với Cha trên trời. Đức Maria đã cho Thánh Nhân biết Chúa Hài Nhi đang tự hiến cho Cha trên trời vì phần dỗi của nhân loại. Thánh Giuse liền sấp mình xuống đất và sốt sắng khiêm cung hợp với Chúa Giê-xu trong lễ hiến dâng của người. Thánh Nhân cứ quỳ yên trong tư thế ấy cho đến khi Chúa Giê-xu trỗi dậy, đến gần Ngài và tỏ dấu yêu mến. Khi ấy, Thánh Nhân ôm trầm lấy Chúa Giê-xu và nài xin Chúa kêu cầu Cha trên trời ban cho Ngài mọi ơn cần thiết để trở nên đẹp lòng Thiên Chúa hơn. Thánh Nhân còn phó thác toàn thể các tội nhân cho Chúa Giê-xu, để người xin Cha trên trời ban cho họ ơn hoán cải. Rồi Thánh Nhân kết thúc lời thỉnh nguyện, ôi Giê-xu của Cha, xin con hãy van nài Cha trên trời chiếu rãi ánh sáng của người trên toàn thể nhân loại, để họ tôn nhận con là con Thiên Chúa và yêu mến con cho phải đạo. Khi nghe lời thỉnh cầu của Thánh Giuse, Hài Nhi Giê-xu mỉm cười và cho Thánh Nhân hiểu rằng người sẽ nhậm lời. Hơn nữa, Chúa còn bảo đảm cho Thánh Nhân rằng người đã thực hiện việc ấy. Và điều này đã làm Thánh Giuse cảm thấy rất mãn nguyện. Đến thời điểm này, trẻ Giê-xu đã đi lại khá vững vàng và nói năng rất dễ thương. Trẻ Giê-xu cùng với mẹ rất thánh và Thánh Giuse đọc các thánh vịnh chúc tụng Thiên Chúa. Chúa làm việc này sốt sắng đến nỗi Đức Maria và Thánh Giuse thường xuyên được ngất trí. Niềm hoan lạc Thánh Giuse được cảm hưởng khi cùng trẻ Giê-xu đọc các thánh vịnh chúc tụng Thiên Chúa thật không sao tả xiết. Thế là quãng thời gian còn lại trong ngày lúc phải đi làm việc trở nên dài đằng đẵng. Thánh Giuse hầu như không thể chờ đợi được cho đến giờ ấn định để cùng với trẻ Giê-xu chúc tụng Cha trên trời. Mọi việc trẻ Giê-xu cùng làm với Đức Maria và Thánh Giuse, dù là chuyện trò, dùng bữa, hoặc cầu nguyện, tất cả đều đem lại một niềm vui rạt rào cho Thánh Giuse. Thánh Nhân cảm nghiệm một sự an ủi bao la khi được nghe trẻ Giê-xu nói về những sự thiện hảo của Cha trên trời. Mặc dù còn nhỏ, nhưng trẻ Giê-xu đã nói về vấn đề này rất thông suốt và khôn ngoan, đến nỗi các thiên thần cũng phải thán phục. Khi ấy, tự thẳm cung linh hồn, Thánh Giuse đã thốt lên những tiếng than thở và dung mạo của Ngài ửng lên như lửa hồng. Càng lúc Ngài càng bừng cháy trong ngọn lửa tình yêu Thiên Chúa. Khi không thể nén nổi những ngọn lửa linh thánh đang phừng cháy trong tâm hồn, Thánh Giuse thường kêu lên, ôi Thiên Chúa cao quang! Đến giờ này mà sao Chúa vẫn được biết đến quá ít ỏi? Tại sao Chúa vẫn chưa được yêu mến? Ôi lạy Chúa!
xin ban cho con một trái tim khác để yêu mến Chúa. Vì trái tim của con quá chật hẹp và không thể chịu nổi cường lực của tình yêu Chúa. Thỉnh thoảng, trong lúc đang dùng bữa với hiền thê thánh thiện và trẻ Giê-xu, Thánh Giuse định thần và chăm chú nhìn xem trẻ Giê-xu Chí Thánh dùng bữa thật dễ thương thơ thảo. Lúc chiêm ngắm Chúa, thánh nhân thường quên cả ăn uống. Mỗi lần như thế, trẻ Giê-xu thường nhắc nhở và ân cần mời Thánh Giuse ăn uống, rồi tiếp thức ăn cho ngài. Thánh Giuse dùng bữa mà hai hàng nước mắt vui mừng lã chã chảy trên đôi má. Của ăn khi ấy dường như thơm ngon hơn bình thường, không khác gì manna từ trời ban xuống. Chẳng mấy chốc, trẻ Giê-xu đã đến tuổi niên thiếu và muốn được cùng Thánh Giuse đi đây đi đó để mua sắm các thứ cần thiết. Người rất vui mừng ngỏ lời xin hiền phụ cho được đi cùng. Thánh Giuse rất hạnh phúc về điều đó. Và với sự đồng ý của Đức Maria, ngài đã cầm tay trẻ Giê-xu dắt đi bên mình. Đó là lần đầu tiên trẻ Giê-xu ra khỏi nhà. Và bầu khí hôm ấy hiển nhiên trở nên trong lành và dễ chịu hơn. Bởi lẽ đấng cứu thế đang đi qua những đường phố. Mọi người dân Ai Cập đều cảm nhận một niềm vui lạ thường vào dịp ấy, mặc dù không biết nguyên do tại đâu. Trẻ Giê-xu bước đi với thần thái uy nghi và hân hoan. Niềm vui của Thánh Giuse thật không sao tả hết. Thánh nhân biết mình đang dẫn con một của cha trên trời, báu tàng của cả thiên đàng. Hai cha con gặp gỡ nhiều người, ai nấy đều kinh ngạc trước vẻ phương phi của con trẻ. Thánh Giuse cũng được mọi người chúc mừng vì có một người con như thế. Tuy nhiên, cũng có một số người lên tiếng nhận xét, ô, tội nghiệp cho chú nhỏ phải làm con một anh chàng nghèo đói. Chú nhỏ có một vẻ dễ thương thật hiếm thấy và những đặc điểm nói chung là rất ấn tượng, rất lịch thiệp và tinh tế. Người ta thực sự rất kinh ngạc mỗi khi nhìn thấy trẻ Giê-xu. Những đám trẻ con trên đường phố tình cờ gặp được trẻ Giê-xu và luôn thấy người tỏ vẻ vui tươi thân ái với chúng. Khắp thành, người ta nhanh chóng loan truyền cho nhau về vẻ xinh đẹp và dễ thương của chú nhỏ con ông Giuse. Nhiều người ước ao được gặp trẻ Giê-xu, nhưng lại không đủ mạnh dạn đến nhà để được tận mắt nhìn thấy. Vì thế, họ chờ Thánh Giuse dẫn trẻ Giê-xu ra ngoài. Một số người láng giềng đã mượn cớ này cớ khác để ghé vào nhà của thánh gia, thường là tìm đến mẹ rất thánh để nhờ việc này việc nọ. Họ dự tính như thế để đến gặp Đức Maria và cả trẻ Giê-xu nữa, vì vẻ phương phi tuyệt vời của con trẻ khiến họ phải thán phục. Đức Maria và Thánh Giuse tiếp đón những người ấy rất niềm nở. Lời nói của Mẹ Thiên Chúa rất hiệu quả trong việc làm cho những người khách cảm thấy hối hận về các lỗi lầm của họ. Những người này tỏ ra rất ngưỡng mộ Đức Maria và người con của mẹ. Mỗi khi Thánh Giuse ra khỏi nhà một mình, thường có rất đông người đến hỏi thăm ngài về tình hình hiền thê của ngài và trẻ Giê-xu. Mọi người đều ước ao được gặp gỡ và cảm thấy được an ủi khi tiếp chuyện với các đấng. Mẹ Thiên Chúa liệu cách hướng dẫn nhiều tâm hồn, nhất là những tâm hồn thiện chí và thân thiết với mẹ, về các điều liên hệ đến đức tin chân chính và việc nhận biết Thiên Chúa chân thật. Các con trẻ cũng thường tìm đến với trẻ Giê-xu. Mẹ Thiên Chúa cho chúng vào nhà để vui đùa với trẻ Giê-xu. Chúa tỏ ra thân tình, dạy cho các trẻ nhiều kinh nguyện và những lời chúc tụng tình yêu cha trên trời. Những đứa trẻ ngây thơ rất thích thú được chơi với trẻ Giê-xu và chúng thường mang theo bánh trái để người ăn uống với chúng. Trẻ Giê-xu nhận các quà tặng, ban phép lành. Sau đó,
người vui vẻ hưởng dùng đôi chút với các trẻ, rồi trao phần còn lại cho các chúng đem về. Thánh Giuse quan sát tất cả những điều ấy. Ngài kêu xin Thiên Chúa thương ban cho các con trẻ ngây thơ ấy được nhận biết Thiên Chúa chân thật ngay từ độ tuổi thơ ấu của chúng. Trong những lần Thánh Giuse dẫn Chúa Giêsu đi ra ngoài, tất cả những người tình cờ được gặp các ngài đều tỏ vẻ mãn nguyện và thán phục. Các thiếu nhi tức khắc ùa kéo đến và bám chặt lấy trẻ Giêsu. Nếu như nơi đó vắng vẻ một chút, trẻ Giêsu thường hướng mắt lên cao và dùng ngón tay trỏ chỉ lên trời mà nói, đó là nhà cha trên trời của ta. Các con trẻ ngây thơ khác cũng bắt chước như thế mà kêu lên, trên đó là nhà của cha trên trời. Điều đó làm cho Thánh Giuse rất thỏa dạ. Chính Ngài cũng hướng lên cao và chiêm ngắm sự cao quang của cha trên trời. Khi cầm tay trẻ Giêsu dắt qua các đường phố, Thánh Giuse thường được nhiều nhân vật vị vọng mời ghé vào thăm nhà để họ được dịp nhìn ngắm và hân hạnh đón tiếp con trẻ. Trong nhiều trường hợp, Thánh Giuse thường lịch sự từ chối. Nhưng ở những nơi có nhiều trẻ nhỏ và thấy Chúa Giêsu tỏ ý muốn vào, thì thánh nhân cũng chấp nhận lời mời của họ. Hai đấng thường được tiếp đón nồng hậu. Mọi người trong nhà kéo đến chiêm ngưỡng trẻ Giêsu với vẻ hấp dẫn tuyệt vời hơn mọi con trẻ khác. Trẻ Giêsu có một thái độ rất dễ thương, nhưng vẫn đựng một thần thái uy nghi. Thành ra không ai dám âu yếm vuốt ve người như người ta vẫn thường làm với các con trẻ khác. Kết quả là mọi người đều kinh ngạc trước vẻ dễ thương, nghiêm trang và nhu hòa ngoại thường của trẻ Giêsu, trong khi tâm hồn họ cảm thấy xúc động vì hối lỗi. Chúa Giêsu thường cư xử rất thân thiện với các con trẻ tình cờ hiện diện chung quanh và người tỏ ra dễ dãi với chúng. Tất cả các chúng đều quyến luyến và không muốn rời xa trẻ Giêsu. Bọn chúng quyết tâm đi theo trẻ Giêsu đến bất cứ nơi nào. Vì thế, sau khi cảm ơn các gia chủ, Thánh Giuse thường lịch sự cáo từ và dẫn các trẻ đi theo một quãng. Người ta khuyên thánh nhân hãy chăm sóc trẻ Giêsu cho thật tốt và cho rằng Ngài thực sự rất diễm phúc khi được làm cha của một người con như thế. Ngay cả những nhân vật được trọng vọng nhất thành phố cũng tỏ ra thèm muốn số phận hạnh phúc của Thánh Giuse. Sau khi từ giã các gia đình ấy, Thánh Giuse vẫn thường nhắc lại sự thân thiện chân tình họ đã dành cho Ngài và lòng mộ mến sâu xa họ đã dành cho Chúa Giêsu. Khi ấy, thánh nhân cũng suy nghĩ về hiện trạng tang thương của họ vì thiếu hiểu biết về Thiên Chúa chân thật. Thánh nhân cảm thấy một nỗi đau đớn quặn thắt và thường khóc lóc thảm thiết. Ngài nài nỉ Chúa Giêsu hãy xin cho họ ơn trọng ấy bằng những lời khẩn nguyện của người dâng lên Cha trên trời. Tương tự, mỗi khi gặp những người chào kính và chúc mừng Ngài vì có được một người con tuyệt vời, thánh nhân liền thưa lên cùng Thiên Chúa. Ôi! Thiên Chúa của con! Những người này không nhận biết Chúa và ý chí của họ cũng chưa sẵn sàng hướng về Chúa. Ôi! Con phải làm gì để những người này nhận biết Chúa và yêu mến Chúa? Nếu cần, con rất sẵn lòng hiến dâng mạng sống của con để đem lại ơn hoán cải cho họ. Tận thẳm cung tâm hồn, Thánh Giuse vẫn ấp ủ những niềm khát vọng thao thức. Thỉnh thoảng, người ta thấy thánh nhân rưng rưng nước mắt. Họ thường hỏi nguyên nhân nỗi thống khổ, nhưng thánh nhân chỉ trả lời rằng vì Ngài ước mong cho mọi người được hạnh phúc thực sự. Thế mà vẫn thấy họ không được như thế. Và do đó, Ngài cảm thấy xót xa cho họ. Những người nêu câu hỏi không hiểu nổi ý tứ của Thánh Giuse. Một số người nghĩ rằng Ngài mong cho họ được nhiều của cải đời này. Vì thế, đã kháo láo với nhau,
thật là một anh chàng ngây ngô. Hắn ta nghèo rồi cứ tưởng ai cũng nghèo như mình. Mỗi khi tình cờ gặp phải những người say đắm trong tính mê nết xấu, Thánh Giuse lập tức nhận ra vì Ngài thấy Chúa Giêsu tỏ dấu rất buồn bã. Vì vậy, Thánh Nhân cũng rất đau đớn khi gặp những người tội lỗi và Ngài không ngừng cầu nguyện cho họ biết hoán cải. Chương 41: Chúa Giêsu tại xưởng mộc của Thánh Giuse. Khi vừa đủ lớn để có thể giúp đỡ ít nhiều, trẻ Giêsu đã xin hiền phụ Giuse đến phụ giúp công việc và để an ủi Thánh Nhân bằng sự hiện diện của người. Thánh Giuse chưa bao giờ ngờ rằng Chúa Giêsu lại hạ cố đến mức phải làm những công việc cực nhọc như thế. Vì vậy, khi trẻ Giêsu ngỏ ý muốn phụ giúp, Thánh Nhân hết sức xúc động và tuyên bố Ngài không bao giờ chấp nhận điều đó, trừ phi chính Chúa Cha đã tiền định như vậy. Thánh Giuse quay nhìn Chúa Giêsu và nói: "Ôi đấng khôn ngoan hằng hữu, sao con lại muốn hạ mình quá độ như vậy? Là tôi tớ của con, làm sao cha có thể nhìn thấy đấng cao sang như con không ngừng liên lạc với cha trên trời về công cuộc quan trọng là cứu độ nhân loại mà phải nhọc nhằn với những công việc như thế? Làm sao cha có thể nhìn thấy con phải chịu cực nhục như thế này?" Thánh tử Giêsu minh định đây chính là thánh ý của cha trên trời, và người xuống trần gian thực sự không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ. Vì thế, người cần nêu cao tấm gương khinh chê mọi hào nhoáng và vinh hoa trần thế. Nghe vậy, Thánh Giuse liền suy phục thánh ý cha trên trời và không phải đối gì nữa. Ngược lại, Thánh Nhân tưởng nghĩ đến niềm vui sẽ được nhìn thấy trẻ Giêsu yêu dấu trong xưởng mộc, ngay bên cạnh Ngài. Được an ủi rất nhiều, Thánh Giuse bộc lộ rõ niềm hạnh phúc vô bờ bến. Ngài quay sang, tỏ vẻ nuối tiếc cho Đức Maria, vì từ nay, trong những giờ trẻ Giêsu ở bên cạnh Ngài, tất nhiên Mẹ Thiên Chúa sẽ không còn được hưởng sự hiện diện trìu mến của người nữa. Đức Maria rất thánh luôn tuân hợp thánh ý Thiên Chúa với một con tim tràn đầy tình yêu, lên tiếng trấn an rằng mẹ rất vui mừng vì Thánh Nhân sẽ được lãnh nhận các ơn an ủi ấy. Và hơn nữa, thánh ý Thiên Chúa phải được nên chọn. Ai có thể tưởng tượng Thánh Giuse khi ấy được cảm hưởng niềm hoan lạc thiêng liêng và được dạt dào ơn an ủi như thế nào? Bởi lẽ Ngài sẽ có Chúa Giêsu ngay bên cạnh. Mỗi khi bắt tay vào việc, Thánh Giuse cảm thấy chẳng khác nào ở trên thiên đàng. Chẳng phải chính con Thiên Chúa đang ở bên cạnh và phụ giúp cho Ngài hay sao? Trẻ Giêsu giúp mang đến cho Thánh Nhân khi thì các đồ nghề, khi thì những tấm gỗ. Mặc dù hồi ấy mới khoảng độ 5-6 tuổi, nhưng trẻ Giêsu đã muốn làm việc như một thiếu niên mạnh mẽ, người giáng sức khiêng những tấm ván khá nặng nề. Thánh Giuse rất xúc động về điều đó và hết sức hạn chế những cố gắng ấy của thánh tử. Bên cạnh những công việc, trẻ Giêsu còn nhiệt thành giúp đỡ và tiên liệu những nhu cầu cho dưỡng phụ Giuse. Chúa làm mọi việc với một tinh thần rất vui tươi. Khi nhìn ngắm Thánh tử Giêsu, Thánh Giuse luôn dục lòng để ý thức về thiên tính ẩn nhiệm, nhưng vẫn có các biểu hiện hiển nhiên ở nơi Chúa. Những lần được trẻ Giêsu trao cho các món đồ cần thiết trong khi làm việc, Thánh Giuse thường nắm lấy tay Chúa, rồi đứng trước mặt người, chăm chú nhìn thẳng vào mắt người. Bấy giờ ngọn lửa yêu mến bùng lên mãnh liệt khiến Thánh Nhân phải ngưng hẳn các công việc và ngồi xuống ghế. Khi ấy, trẻ Giêsu cũng cầm lấy tay Thánh Giuse và tỏ dấu yêu mến Ngài. Một lần kia, khi đã mệt nhoài, Thánh Giuse nói với Chúa Giêsu:
Ôi! Giê-xu quý yêu của cha! Con cao sang và giàu ái của cha! Vì đâu cha lại có phúc trọng thế này là được ở bên con? Ôi! Linh hồn cha không sao chịu nổi niềm vui trào dâng mà sự hiện diện của con mang lại cho cha. Đáp lại, trẻ Giê-xu nói rằng niềm vui ấy mới chỉ là khúc dạo đầu của hạnh phúc vô biên đã được dọn sẵn cho ngài trong nhà của cha trên trời. Nghe những lời ấy, Thánh Giuse càng được ủi an hơn nữa vì ngài luôn luôn trông đợi sẽ được hoan hưởng mọi phúc lành và an ủi đời đời. Những điều mà tâm trí nhân loại không thể dò thấu và hiểu biết được. Các cư dân Ai Cập trong thành phố nhìn thấy trẻ Giê-xu giờ đây đang làm việc bên cạnh Thánh Giuse. Họ ngạc nhiên vì sao trẻ Giê-xu còn nhỏ như vậy mà lại có thể phụ việc cho cha. Nhiều người đã đến xưởng mộc và ngỡ ngàng trước nét vui tươi, uy nghi, thân thiện, khiêm tốn và tinh thần giúp đỡ của trẻ Giê-xu, thể hiện qua thái độ sẵn sàng làm bất cứ việc gì Thánh Giuse yêu cầu. Họ khen ngợi trẻ Giê-xu và nói với Thánh Giuse rằng ngài thực sự là một người cha diễm phúc. Tuy nhiên, cũng có một số đông người đã chê trách Thánh Giuse cho ngài là thiếu suy xét khi bắt đứa con trai nhỏ của mình phải đến xưởng mộc và làm các việc vượt quá sức lực trẻ con như thế. Những lời nhận định ấy làm Thánh Giuse rất khổ tâm. Nhưng trong trường hợp này, ngài không tự biện minh một lời nào. Ngược lại, ngài chỉ im lặng và hiến dâng tất cả nỗi khổ tâm lên Thiên Chúa. Trẻ Giê-xu rất dễ thương, tử tế và vui tươi với mọi người. Đồng thời, người hiến dâng lên cha trên trời các hành vi như đã được ghi trong bản văn nói về đời sống nội tâm của người. Các trẻ nhỏ cũng thường kéo đến và tụ tập ở xưởng mộc để được gần gũi bên trẻ Giê-xu vui tính. Vì người rất niềm nở bầu bạn với các trẻ, người dạy chúng các mầu nhiệm đức tin chân thật. Thỉnh thoảng, người ta cũng đem của nọ thức này đến cho trẻ Giê-xu. Người vui vẻ đón nhận, rồi đem chia sẻ cho những người nghèo khó. Một số người lại đến xưởng mộc để thuê mướn làm các món đồ, với chủ tâm tìm dịp ngắm nghía trẻ Giê-xu và may ra có thể nói chuyện với người. Điều đó mang lại cho Thánh Giuse thêm nhiều công việc, thành ra ngài lại thêm vất vả. Tuy nhiên, trẻ Giê-xu đã ở bên cạnh để phụ giúp và với thần hứng tình yêu, người đã biết trước những nhu cầu tinh tế của hiền phụ. Chúa dùng đôi bàn tay bé bỏng đầy phúc hậu để lau khô những giọt mồ hôi trên gương mặt Thánh Giuse. Khi phụ giúp tất cả những việc ấy, Chúa Giê-xu đã nâng đỡ gánh nặng cho Thánh Giuse rất nhiều. Vì lòng mến Thiên Chúa nơi Thánh Giuse hoạt động quá mãnh liệt, nên ngài thường cảm thấy rất hao kiệt. Tuy nhiên, ơn thánh được lãnh nhận từ nơi Chúa Giê-xu luôn luôn đem lại cho ngài một nguồn thần lực. Thánh Giuse thực hiện các công việc một cách hoàn hảo khiến mọi người đều vừa ý và hết lòng khâm phục. Về vấn đề công xá, thánh nhân lãnh nhận những gì người ta tự nguyện trao cho và chỉ giữ lại một phần hết sức cần thiết cho nhu cầu. Phần còn lại, thánh nhân phân phát hết cho những người nghèo khó. Việc đó làm Chúa Giê-xu rất vui lòng và người đã khích lệ Thánh Giuse trong nỗ lực ấy để thánh nhân có thể chia sẻ hơn nữa cho những người túng quẫn, những đối tượng được Thiên Chúa yêu thương đặc biệt. Có khá nhiều người vị vọng trong thành đã đến xưởng mộc để yêu cầu Thánh Giuse giao trẻ Giê-xu cho họ chăm sóc. Họ thuyết phục thánh nhân, con trẻ có một thần thái ngoại thường và cực kỳ đĩnh ngộ. Nếu ông giữ con trẻ lại xưởng mộc này, e rằng không xứng hợp. Chúng tôi sẽ tận tình chăm sóc và lo liệu việc ăn học đàng hoàng cho con trẻ.
con trẻ sẽ được lợi nếu ở với chúng tôi. Còn ông quá nghèo túng, chúng tôi cũng sẽ rộng tay chu cấp cho cả ông nữa. Ông hãy giao con trẻ của ông cho chúng tôi đi. Chúng tôi sẽ quan tâm lo liệu cho con trẻ được ăn học đến nơi đến chốn. Những lời đề nghị ấy làm Thánh Giuse phải run rẩy và đau đớn vì lo âu. Sau khi cảm ơn sự quan tâm của những người kia, Thánh Giuse cho họ hiểu rằng trọn vẹn niềm an ủi của Ngài là trẻ Giê-xu phải ở bên cạnh Ngài. Trẻ Giê-xu chính là gia sản duy nhất và là tất cả kho tàng của Ngài. Thánh Giuse khẳng định Ngài sẵn sàng hy sinh mạng sống còn hơn là phải xa lìa người con giàu yêu. Khi nghe lời ấy, những người kia đành phục lý và trả lời, ông nói quả thật có lý. Đúng ra, chúng tôi không nên cưỡng ép ông như thế. Một lần nữa, Thánh Giuse lại cảm thấy hoàn toàn thanh thản. Và sau đó, Ngài đã tâm sự với Chúa Giê-xu, con dấu yêu cao quý của cha. Ước gì đừng bao giờ cha bị chia lìa khỏi con. Quả thật cha không xứng đáng với ơn ấy, vì cha không đền đáp cân xứng với tình yêu con dành cho cha. Tuy nhiên, cha thà chết còn hơn là bị mất con. Cha biết rằng nếu như con sống với những người này, con sẽ được mọi thứ tối hảo. Tuy nhiên, con không đến để tìm kiếm lạc thú hoặc tiện nghi, nhưng thực sự mộ mến sự nghèo khó. Vì vậy, cha thực tâm hy vọng con sẽ ở lại đây với người đầy tớ hèn mọn của con là cha đây. Đáp lại, trẻ Giê-xu phấn khởi khích lệ Thánh Giuse và bảo đảm rằng người sẽ luôn nghe lời thánh nhân trong mọi sự, như người con thảo hiếu đối với người cha. Những lời đầy sức an ủi ấy đã làm Thánh Giuse xúc động đến rơi lệ và Ngài hết lời cảm ơn Chúa Giê-xu. Rồi ngay khi vừa gặp Đức Maria, thánh nhân liền kể cho hiền thê tất cả. Như thường lệ, Đức Maria lắng nghe một cách thích thú, mặc dù mẹ đã biết tất cả sự tình. Vào thời gian này, tuy đã quen đến xưởng mộc với Thánh Giuse, nhưng trẻ Giê-xu cũng thường hay ở lại nhà để an ủi hiền mẫu dấu yêu bằng sự hiện diện của người. Ở đó, Chúa tâm sự những điều thánh thiện với mẹ rất thánh. Trong những lúc ấy, Thánh Giuse cảm thấy nhung nhớ trẻ Giê-xu và khát khao ít là được nhìn thấy bóng dáng của người. Vì vậy, thánh nhân lẩm nhẩm một mình với thái độ rất cảm thông với hiền thê của Ngài. Ôi! Mỗi khi trẻ Giê-xu ở bên cạnh tôi tại xưởng mộc, thì mẹ Thiên Chúa thực ra đã phải mòn mỏi vì cam chịu nỗi nhớ nhung khi không được hoan hưởng sự hiện diện đầy hoan lạc và cao quý của Chúa. Thật không có gì chính đáng hơn là việc Chúa Giê-xu nói chuyện với Đức Nữ và an ủi Đức Nữ bằng sự hiện diện của người. Thỉnh thoảng, đang lúc trầm tư với những suy tưởng ấy, Thánh Giuse bỗng dưng thấy mình rời bỏ xưởng mộc, tự nhiên trở về nhà và ở bên cạnh Chúa Giê-xu và Đức Maria. Tuy nhiên, khi chợt nhận ra điều này, thánh nhân liền xin hiền thê rất thánh và Chúa Giê-xu tha lỗi cho Ngài. Thánh nhân thú nhận lòng yêu mến dạo dực đã thúc đẩy Ngài trở về, mặc dù Ngài không ý thức mình đang làm như thế. Trong những lần ấy, Chúa Giê-xu và Đức Maria luôn luôn đón tiếp Thánh Giuse rất niềm nở chân tình. Mời Ngài tham gia cuộc đàm đạo của hai đấng. Thế là Thánh Giuse cảm thấy vô cùng an ủi và ngất ngây trong tình yêu thánh thiện. Sau khi đã cảm tạ Thiên Chúa vì đã an bài mọi sự vì lợi ích, nhất là để an ủi linh hồn Ngài, thánh nhân liền quay lại với công việc. Trong tâm trí, Thánh Giuse miệt mài với những ý tưởng vừa được bàn luận. Dù khi đã thấm việc, nhưng thánh nhân vẫn không cảm thấy mệt mỏi.
Tình yêu của Thánh Giuse không để cho ngài nghiệm thấy một chút cay cực nào nữa. Ngược lại, giữa những lao nhọc, thánh nhân vẫn vui mừng vì ý thức rằng với thánh quả từ những lao nhọc, ngài sẽ chu cấp nhu cầu cho Chúa Con Chí Thánh và cho Đức Maria. Ngoài ra, thánh nhân có thể dùng phần còn lại để giúp đỡ những người nghèo khó. Đó cũng là một điều mang lại niềm vui cho Chúa Giêsu và Đức Maria. Mẹ Thiên Chúa nhiều lần đã tỏ ra những biểu hiện yêu mến và biết ơn đối với tất cả những lao nhọc Thánh Giuse đã phải một thân gánh vác. Thánh nhân cảm thấy rất áy náy về điều đó. Những lời chân tình của Đức Maria dĩ nhiên đã làm thỏa lòng Thánh Giuse, nhưng với lòng khiêm nhượng, ngài vẫn nhận mình không xứng đáng. Thánh nhân nói với Đức Maria rằng ngài không xứng đáng với công trạng ấy, cũng như với sự quan tâm và quảng đại của mẹ. Bởi vì ngài cảm thấy có bổn phận phải làm nhiều hơn nữa cho Chúa Giêsu và mẹ là hiền thê của ngài. Thánh Giuse thường tận dụng mọi cơ hội để thực thi nhân đức khiêm nhượng. Ngài không chịu nhận công trạng được quy cho ngài. Đối với Thánh Giuse, được tiêu hao bản thân để chu cấp sinh nhai cho Chúa Giêsu và mẹ Maria là một phúc lành rất trọng hậu. Mỗi lần Thánh Giuse đem các thứ hoa trái và rau quả về nhà, trẻ Giêsu thường mau mắn ra đón và quấn quýt ngài một cách rất thân tình, đến độ thánh nhân phải ngỡ ngàng. Trẻ Giêsu thường nói với Thánh Giuse, Cha trên trời của con nhất định sẽ ban thưởng cho tất cả tấm lòng yêu thương của cha. Nghe vậy, Thánh Giuse không cầm được nước mắt. Mặc dù khiêm nhượng, nhưng thánh nhân vẫn rất lúng túng. Tuy nhiên, ngài cũng cảm thấy được an ủi và vui mừng. Chương 42: Lệnh trở về Nazareth. Đến thời điểm này, Thánh Giuse rất mãn nguyện với cuộc sống tại Ai Cập. Hầu như mọi người đều trân trọng yêu mến ngài cũng như gia đình ngài. Trong những tháng ngày đầu của thời kỳ tha hương, Thánh Giuse thường hay nói với Đức Maria về việc đợi trông mệnh lệnh Thiên Chúa để trở lại Nazareth. Nhưng hiện giờ thì ngài không nghĩ đến việc đó nữa. Thánh nhân hoàn toàn hạnh phúc tại miền đất này, nơi Thiên Chúa đã sai ngài đến với mục đích bảo toàn mạng sống cho đấng cứu thế. Thế nhưng một đêm kia, thiên thần bỗng hiện đến, báo tin và truyền cho Thánh Giuse hãy trở về Nazareth vì vua Herod, người âm mưu sát hại hài nhi Thiên Chúa, lúc này đã băng hà. Thánh Giuse không chút dao động. Khi thức dậy, ngài thuật cho Đức Maria biết mọi điều thiên thần đã báo mộng. Như thường lệ, Đức Maria đã nhận được tin báo từ trước, nhưng mẹ vẫn không cho Thánh Giuse biết. Để đáp ơn về tin báo ấy, Đức Maria và Thánh Giuse liền quỳ gối tôn thờ Thiên Chúa là đấng đã ban mệnh lệnh cho hai ngài. Sau đó, hai vị trao đổi với trẻ Giêsu về vấn đề liên hệ, và Thánh Tử đã làm sáng tỏ thêm cho cha mẹ về những an bài của Thiên Chúa. Những lời của trẻ Giêsu đầy tinh tế và khôn ngoan. Một đàng, Thánh Giuse khấp khởi vui mừng vì sắp được hồi hương. Một đàng, ngài rùng mình khi nghĩ đến việc phải đưa trẻ Giêsu và hiền thê yêu dấu trở về trên một lộ trình diệu vợi và khổ nhọc. Nhất định hai đấng sẽ phải chịu rất nhiều gian lao. Sau những lời giải bày cao minh của Thánh Tử Giêsu, Thánh Giuse cảm thấy an tâm và mãn nguyện, và các ngài nao nức chuẩn bị để thực thi mệnh lệnh của trời cao. Thánh nhân nói với trẻ Giêsu, "Ôi, con rất yêu dấu của cha. Quả thật con sẽ phải chịu rất nhiều nông nỗi trên hành trình này, và điều ấy khiến cha khổ tâm." Chúa Giêsu dùng những lời phấn khởi để trấn an Thánh Giuse. Chúa xác định đau khổ đối với người có nghĩa là niềm vui,
vì đó là con đường để làm trọn thánh ý Chúa Cha. Thánh Giuse liền thu xếp đồ đạc để chuẩn bị cho chuyến hành trình Ngài đã quyết tâm thực hiện. Thánh nhân đem bán các đồ nghề, rồi quảng đại bố thí cho những người nghèo khó. Ngài cũng báo tin về cuộc hồi hương của Thánh gia cho những người thân thiết. Nhiều người đã không cầm được nước mắt. Mặc dù theo tà đạo, nhưng những người ấy rất ngưỡng mộ tư cách nhân đức nơi nhân vật thánh thiện này. Họ cảm thấy được cuốn hút một cách mạnh mẽ trước tư chất khả ái và những ưu phẩm phi thường của trẻ Giê-xu. Vì có cảm tình với Mẹ Thiên Chúa, nên một số phụ nữ cảm thấy buồn bã và khóc lóc nức nở. Đức Maria đã hướng dẫn họ về đức tin chân chính, làm cho họ ham thích việc thi ân và thăng tiến trên con đường nhận biết và yêu mến Đấng tối cao. Mẹ rất thánh đã an ủi, vỗ về và giúp họ mạnh sức, dạy cho họ nhiều bài học tinh thần. Mẹ còn hứa sẽ luôn nhớ đến họ và khẩn cầu Thiên Chúa chân thật cho họ nữa. Thánh Giuse cũng làm tương tự như vậy với những người đã được thánh nhân hướng dẫn. Khi nghe tin Đức Maria và Thánh Giuse dự định hồi hương, nhiều người dĩ nhiên cảm thấy rất buồn bã, vì nhờ thánh gia mà họ đã được lãnh nhận nhiều lợi ích tinh thần cũng như vật chất. Mẹ Maria và Thánh Giuse đã yêu thương nâng đỡ họ trong những cơn quẫn bách, hoặc do bệnh tật hoặc vì những khó khăn khác, mỗi khi họ tìm đến với các ngài để xin trợ giúp. Đức Maria và Thánh Giuse đã đem số đồ đạc ít ỏi của mình đi tặng cho những người cùng cực nhất trong số những người thân quen. Các ngài định lên đường mà không mang theo hành lý và phó thác trọn vẹn cho Thiên Chúa quan phòng. Thánh Giuse chỉ giữ lại một số tiền nhỏ, và ngay trong số tiền ấy, Ngài cũng dành ra một phần cho những người nghèo khó tình cờ gặp ở dọc đường. Trước giờ chuẩn bị khởi hành, khi nghe tiếng khóc nức nở của những người láng giềng yêu quý, Thánh Giuse không sao cầm được nước mắt vì tâm hồn của Ngài rất dịu hiền và đa cảm. Thánh nhân lịch thiệp cảm ơn tất cả những nghĩa cử yêu thương và tốt lành người ta đã dành cho Ngài. Một số người dọ hỏi vì sao hai ngài lại muốn rời bỏ họ một cách bất ngờ như thế. Thánh Giuse cho biết Ngài phải làm trọn thánh ý của Thiên Chúa, Đấng đã chuyển cho Ngài đến đây và bây giờ lại chuyển cho Ngài hồi hương. Tuy nhiên, những người Ai Cập vẫn nài nỉ Thánh Giuse hãy ở lại với họ. Trong đó có rất nhiều người đề nghị sẽ chu cấp các nhu cầu cho Ngài. Thánh Giuse chân thành cảm ơn hết thảy và ghi nhớ hảo tâm cùng thiện chí của họ. Trong số những người ấy, có một người nằng nặc xin Thánh Giuse hãy để trẻ Giuse ở lại. Ông ta viện dẫn nhiều lý lẽ và đặc biệt nhấn mạnh đến nguy cơ trẻ Giê-xu có thể ngã bệnh dọc đường vì thể trạng của người rất tinh tế. Ông ta gắng sức thuyết phục Thánh Giuse, nhưng thánh nhân chỉ mỉm cười trước lời nài nỉ ấy và thành thật nói rằng Ngài sẽ không bao giờ ra đi nếu thiếu vắng người con dấu yêu của mình. Thực vậy, trọn vẹn niềm an ủi của Ngài chính là Chúa Giê-xu. Thánh Giuse còn chứng minh trẻ Giê-xu hồi mới sinh ra đã không ngã bệnh khi được đem sang Ai Cập, thì giờ đây người nhất định sẽ không gặp nguy cơ nào về phương diện sức khỏe khi tuổi đời đã cứng cáp hơn trước kia rất nhiều. Thánh Giuse xác định Ngài hoàn toàn phó trót niềm tin nơi Thiên Chúa, Đấng chắc chắn sẽ bảo vệ và trợ giúp thánh gia như người hằng làm trong mọi trường hợp. Với những lời lẽ ấy, Thánh Giuse đã làm vơi được nỗi lo lắng của mọi người, và họ đã nhận ra Ngài có lý khi không chịu để trẻ Giê-xu ở lại Ai Cập. Dù ai trong địa vị của Thánh Giuse có lẽ cũng không đành ra đi nếu như thiếu trẻ Giê-xu. Dựa trên những gì đã được biết về thánh ý Thiên Chúa,
Đức Maria và Thánh Giuse liền ấn định giờ ngày để lên đường. Trước khi khởi hành, một lần nữa, hai ngài quỳ gối cầu nguyện để cùng cảm tạ Cha trên trời về tất cả những gì người đã dùng hai ngài mà thực hiện nơi thành này. Thực vậy, đã có rất nhiều người được nhìn biết Thiên Chúa chân thật. Đức Maria và Thánh Giuse xin Thiên Chúa ban thưởng cho những ai đã dành cho các ngài lòng thương mến và sự tử tế. Hai ngài cũng cầu nguyện cho toàn thể nước Ai Cập, để mọi cư dân ở đây được nhận biết Thiên Chúa chân thật. Đặc biệt, hai ngài xin giao phó cho Cha trên trời tất cả những người đã được hai ngài hướng dẫn và khơi lòng mở trí. Sau cùng, Đức Maria và Thánh Giuse này xin Thiên Chúa ban phúc lành và luôn ở bên các ngài bằng sự phù trợ trên chuyến hành trình diệu vợi và nhọc nhằn sắp tới. Chương 43: Trên bước đường hồi hương. Được phúc lành của Cha trên trời phù trợ, ngay từ sớm tinh sương, Thánh gia đã lên đường dã từ đất nước Ai Cập. Ngày hôm trước, các ngài đã chính thức từ biệt tất cả những người thân quen. Thời gian lưu trú tại Ai Cập của Thánh gia cả thảy là 6 năm, năm thứ 7 thì mới bắt đầu. Giờ đây, đưa Chúa Giêsu và Đức Maria trở về cố hương, Thánh Giuse đã chứng tỏ ngài có một tình yêu mến và một thái độ ân cần hết sức cao độ. Thật là một cảnh tượng đầy cảm động. Thánh nhân làm mọi việc một cách mãn nguyện và hân hoan, biểu hiện qua ánh mắt rạng ngời và cung cách của ngài. Thánh gia vui mừng về chuyến hồi hương và đồng thanh cảm tạ Cha trên trời. Thánh Giuse đưa mắt nhìn Đức Maria, rồi Chúa Giêsu và tất cả cùng cất bước. Bầu trời hôm ấy thật quang đãng. Dường như mọi tạo vật một lần nữa lại chào đón sự kiện này theo cách riêng của chúng. Chim chóc từng đàn bay lượn theo thánh gia và tấu lên những giai điệu tưng bừng. Thực vậy, mọi tạo vật xem ra rất hoan hỉ khi được nhìn thấy đấng tạo hóa của chúng. Và Thánh Giuse đã quan sát tất cả với một tâm trạng hết sức thảnh thơi, vui sướng. Suốt cuộc hành trình, trẻ Giêsu đã thực hiện những hành vi nội tâm như đã được ghi lại trong bản văn trước, liên quan đến cuộc sống nội tâm của người. Và Đức Maria đã kết hợp với con của mẹ trong hoạt động nội tâm của người. Đức Maria cũng giúp phu quân Giuse của mẹ am tường nhiều vấn đề để ngài cũng được hiểu biết và chia sẻ vào các tâm tình của Chúa Giêsu. Thánh nhân làm tất cả các điều ấy với một tâm hồn sốt sắng và vui tươi. Sau khi đã ra đi được ít lâu, Thánh Giuse muốn trẻ Giêsu và Đức Maria nghỉ chân một lúc. Mẹ và con liền vâng lời, không chút thắc mắc, và ngồi xuống nghỉ ngơi. Trẻ Giêsu xem ra rất mệt nhọc. Thực vậy, người cũng phải chịu đựng sự nhọc nhằn như mọi con trẻ khác. Thánh Giuse rất quan tâm đến trẻ Giêsu, nên nói rằng, ôi con quý yêu và giàu ái, con hãy xin Cha trên trời để một mình Cha gánh chịu tất cả nỗi nhọc nhằn này đi. Cha chịu là phải lẽ và hợp lý, bởi vì con và mẹ con đều vô tội và thánh thiện. Đáp lại, trẻ Giêsu vui vẻ nhắc cho Thánh Giuse nhớ rằng người đã từ trời xuống thế là để chịu đau khổ. Và người rất sẵn lòng chịu khổ để chu toàn thánh ý Cha trên trời và để sắm lấy ơn cứu độ cho nhân loại. Trẻ Giêsu nói những lời ấy rất sốt sắng, đến độ Đức Maria và Thánh Giuse đã được bừng cháy trong lửa mến. Thế là những gì các ngài đã phải chịu đựng cho đến lúc ấy dường như tan biết tất cả. Và sau một lúc nghỉ ngơi, các ngài lại lên đường. Mỗi lần nhận thấy hiền phụ Giuse bắt đầu thấm mệt, trẻ Giêsu liền nói về những vinh quang của Cha trên trời. Nhờ niềm vui được cảm nghiệm từ những lời của trẻ Giêsu,
mọi nhọc mệt của Đức Maria và Thánh Giuse đều tan biến. Và hai ngài được thêm sức để tiếp tục lên đường trong một trạng thái hoàn toàn đắm đuối trong Thiên Chúa. Mặc dù không biết phải theo lộ trình nào để trở lại Nazareth, nhưng Thánh Giuse không hỏi han mà cũng chẳng lo lắng. Vì ngài vững tin sẽ không lạc lối, miễn là ngài được đồng hành bên Chúa Giêsu, Đấng đang hướng dẫn các ngài. Thực vậy, Chúa Giêsu đã giữ cho thánh gia đi đúng đường. Sau đó, các ngài lại dừng chân nghỉ ngơi một lúc nữa. Trẻ Giêsu để cho Đức Maria và Thánh Giuse thưởng thức cảnh quang đẹp đẽ và bầu trời bao la. Rồi cất tiếng, cha mẹ hãy nhìn xem trật tự của vạn vật hiện hữu và hãy coi thượng trí cha trên trời đã sáng tạo muôn loài như thế nào. Rồi người bắt đầu thuyết giảng rất say sưa sốt sắng về thượng trí của Thiên Chúa. Đến độ Đức Maria và Thánh Giuse đều được ngất trí. Trong lúc đó, Chúa Giêsu cầu nguyện: Này xin Cha trên trời ban ơn cứu độ cho toàn nhân loại. Thế rồi thánh gia lại tiếp tục hành trình, lòng đầy an ủi, hân hoan và vui sướng. Các vị lữ hành thánh thiện của chúng ta đã đi suốt ngày hôm ấy mà không ăn uống, vì linh hồn các ngài được cảm hưởng ơn an ủi thiêng liêng nhờ sự hiện diện đầy hoan lạc của trẻ Giêsu yêu dấu. Thánh Giuse có phần ưu tư khi nghĩ trẻ Giêsu có lẽ rất đói khát vì đang trong độ tuổi thơ ấu. Để Thánh Giuse có một tinh thần tín thác cao độ hơn, Thánh tử Giêsu đã nói: Hỡi cha Giuse yêu dấu của con, xin đừng lo lắng. Chúng ta sẽ được hồi phục sức lực vào tối nay tại một lữ quán. Xin cha đừng áy náy vì nỗi khổ nhọc của con, vì con thực sự phải chịu đựng như vậy ngay từ thơ ấu. Theo dòng thời gian, những đau khổ của con sẽ còn khủng khiếp hơn nữa. Tốt hơn, cha nên cùng con cảm tạ cha trên trời vì người đã cho con cơ hội được chịu đựng nỗi khổ nhọc sơ sài này. Để qua đó, con có thể minh chứng tình yêu đối với người và đối với toàn thể nhân loại. Vì trời đã khá muộn, các vị lữ hành thánh thiện của chúng ta để tâm tìm một lữ quán để có thể qua đêm nghỉ ngơi. Thánh Giuse rất bồn chồn bởi vì trẻ Giêsu và hiền thê yêu dấu của ngài đã mệt nhọc. Vì muốn tìm cho được một lữ quán trước khi trời tối, nên các ngài phải rảo bước nhanh hơn. Nhưng Thánh Giuse lại sợ rằng vội vã như thế càng làm Đức Maria và trẻ Giêsu phải thêm nhọc nhằn. Nhìn thấy trẻ Giêsu và hiền thê yêu dấu phải chịu đựng những nông nỗi ấy, Thánh Giuse quặn nhói đau đớn mặc dù ngài vẫn được đầy tràn an ủi. Khi trời tối, các vị lữ khách thánh thiện của chúng ta đã đến được một lữ quán. Các ngài bổ sức bằng bánh mì, nước lã cùng trái cây, rồi vào một gian phòng để nghỉ ngơi. Mặc dù hết sức bỡ ngỡ trước vẻ diễm lệ và khả ái của Đức Maria và trẻ Giêsu, nhưng các gia chủ không nói điều đó với ai. Thiên Chúa đã định như vậy để không ai chạm đến tự do của thánh gia. Trong đêm ấy, các ngài dùng phần lớn thời giờ để ngợi khen Thiên Chúa và chiêm niệm các sự thánh thiện. Phần thời gian còn lại, các ngài nghỉ ngơi một chút. Sáng hôm sau, các ngài tôn thờ Cha trên trời. Và sau đó, mặc dù trời còn tờ mờ, nhưng đã có một số người chung quanh nhận ra các ngài. Ai nấy đều chăm chú chiêm ngưỡng trẻ Giêsu và được vẻ phương phi nhu hòa của người cuốn hút không sao cưỡng lại nổi. Dĩ nhiên, Thánh Giuse của chúng ta rất hạnh phúc. Ngài nhìn nhận diễm phúc cao trọng của mình và cảm tạ Thiên Chúa về điều ấy. Thỉnh thoảng, thấy Đức Maria và Thánh Giuse cảm thấy mỏi mệt, trẻ Giêsu liền đi vào giữa và nắm lấy tay cha mẹ.
hai vị cảm thấy như thể được mang đi một cách lạ lùng. Hai ngài không còn cảm thấy mệt nhọc. Thánh Giuse quay sang trẻ Giêsu yêu dấu của ngài và nói, ôi! Giêsu quý yêu và dấu ái của cha. Một lần nữa con lại giúp cha bớt được những nỗi nhọc nhằn và được an ủi thay vì mỏi mệt. Thế nhưng có ai giúp con bớt được sự gian lao mà con đang phải chịu vì cuộc hành trình này không? Ở độ tuổi của con, nhất định con phải mệt nhọc nhiều hơn chúng ta. Chúa Giêsu đáp lại, chính tình yêu đã làm cho con không cảm thấy một chút mỏi mệt nào cả. Chính tình yêu đã biến mọi sự, thay vì cay đắng, trở nên ngọt ngào cho con và giúp con chấp nhận tất cả một cách vui tươi. Chính tình yêu đã chắp cánh cho đôi chân của con. Nghe đến đó, Thánh Giuse liền reo lên, ôi! Tình yêu! Tình yêu! Xin hãy đến và hóa thân vào con người tôi và thắp lên ngọn lửa ấy nơi tâm hồn tôi. Khi nói những lời ấy, Thánh Giuse bị xúc động quá mãnh liệt nên thánh gia buộc phải dừng chân một lúc. Và sau đó, lại tiếp tục cuộc hành trình với một sức mạnh gia tăng hơn trước. Lúc ấy, Chúa Giêsu nói cho dưỡng phụ Giuse về tình yêu bao la của cha trên trời dành cho nhân loại, qua việc sai con một người xuống để cứu độ họ. Thánh Giuse chốc chốc lại phải ngắt lời Chúa Giêsu. Vì lẽ ngài không sao nén nổi những xúc động tình yêu ngài đang được cảm hưởng trong tâm hồn. Những xúc động ấy tác động rất mãnh liệt, đến nỗi tâm hồn thánh nhân dường như chứa đựng một lò lửa linh thánh không ngừng cháy lên vì tình yêu. Quả vậy, đó là một thực tế. Hơn nữa, sau khi đã chiếm hữu tâm hồn thánh Giuse, lò lửa tình yêu ấy thực sự còn như muốn làm ngài tiêu tan trong đó nữa. Sau khi đã đi thêm được một quãng đường, các vị lữ hành thánh thiện của chúng ta lại dừng chân nghỉ ngơi. Các ngài cảm thấy đói, nhưng vì nơi này không thể kiếm được lương thực, nên chim trời đã bay đến và mang theo của ăn cho các ngài. Những chú chim dùng mỏ của chúng ngậm các trái cây và thả vào lòng Chúa Giêsu. Đức Maria và Thánh Giuse đều hưởng dụng những thức ấy và tạ ơn Cha trên trời đã dùng những sinh vật vô linh ấy mà chu cấp cho các ngài. Sau bữa ăn, trẻ Giêsu giảng cho Đức Maria và Thánh Giuse về sự quan phòng của Chúa Cha. Qua đó, người ghi khắc sâu đậm nơi tâm hồn Thánh Giuse về thực tế tình yêu thương chăm sóc của Thiên Chúa. Điều đó khiến cho lòng tri ân của thánh nhân đối với Cha trên trời càng thắm thiết hơn nữa. Những đàn chim thường xuất hiện và khi đến gần thì bay lượn chung quanh. Một vài chú còn dùng mỏ ngậm những nhánh hoa và rải xuống trước mặt Chúa Giêsu. Một lần kia, khi các vị lữ hành của chúng ta đang nghỉ ngơi, một vài chú bồ câu đã ngậm đến những nhành ô liu. Chúng thả những nhành ấy không những xuống lòng Chúa Giêsu mà cả trên lòng Đức Maria và Thánh Giuse nữa, biểu lộ sự hân hoan của chúng. Thánh Giuse ngỡ ngàng quan sát tất cả những điều xảy ra và suy niệm trong lòng. Trên bước hành trình, nhiều khi thánh gia đành phải dừng chân giữa chốn đồng không hiu quạnh vì không sao tìm được một mái nhà ở những vùng khô cằn vắng vẻ. Thánh Giuse buồn bã và cảm thương cho Chúa Giêsu và Đức Maria. Ngài cố dùng tấm áo choàng của mình để dựng thành một mái che trên đầu cho hai đấng. Thánh Giuse làm việc ấy với tất cả tình yêu mến và sự khéo léo, nên mái che ấy đã trở nên một túp lều nhỏ thực sự cho các ngài. Bên dưới mái che đơn hèn ấy, trẻ Giêsu và hiền mẫu Maria qua đêm rất thỏa nguyện, bởi vì hai đấng vô cùng yêu thích cảnh nghèo khó. Thánh Giuse rất đau lòng khi thấy Đức Maria và Chúa Giêsu phải chịu khổ sở
vì khả năng của ngài không thể chu cấp cho hai đấng trong cảnh khó nghèo và thiếu thốn cùng quẫn. Mỗi khi lâm cảnh cơ hàn cùng cực, Thánh Du Xe hướng lên Cha trên trời và van xin người đừng chấp tình trạng bất xứng của ngài. Nhưng hãy nhìn đến nhu cầu của con trí thánh của người và của Đức Maria mà lo liệu cho hai đấng. Cha trên trời đã luôn săn sóc cho nhu cầu của thánh gia, bằng cách này hay cách khác. Đôi khi Thiên Chúa cũng muốn thử thách đầy tớ trung thành của người bằng cách phải chờ đợi. Một lần kia, Thánh tử Giê-xu đến nói với Thánh Giuse: "Cha ơi, con rất muốn ăn. Con vừa đói vừa khát." Lời ấy khiến Thánh Giuse cất tiếng van nài Thiên Chúa ban ơn trợ giúp. Rồi quay sang Chúa Giê-xu. Thánh nhân thở than: "Ôi Giê-xu rất dấu yêu của cha. Cha biết làm gì để lo liệu cho nhu cầu của con bây giờ. Cha đớn đau vì nhận ra nỗi bất lực của cha. Con hãy nài nỉ cha trên trời thương tình ban xuống những gì cần thiết cho con và mẹ rất thánh của con. Và cả cha nữa. Mặc dù cha bất xứng và rất sẵn lòng chấp nhận nỗi thiếu thốn này." Sau khi đã thử thách vừa đủ đức nhẫn nại của người đầy tớ, Cha trên trời đã sai các thiên thần mang lương thực đến cho thánh gia, và nỗi âu sầu của Thánh Giuse liền được vơi nhẹ. Thánh nhân cảm tạ Thiên Chúa vì phúc lành người đã ban cho thánh gia và yêu cầu Đức Maria hát lên một thánh thi để ca ngợi sự ân cần chăm sóc của Thiên Chúa. Như thường lệ, Đức Maria đã thuận theo lời thỉnh cầu trước sự vui mừng sung sướng của Chúa Giêsu và của Thánh Giuse. Trong chuyến hành trình lần này, Thánh Giuse còn phải chịu một nỗi buồn phiền rất lạ. Nguyên do là vì một lần kia, Thánh nhân nhìn thấy trẻ Giêsu tỏ vẻ xao xuyến và ưu phiền trong khi đang cầu nguyện cùng Cha trên trời. Tuy không dám hỏi thẳng, nhưng Thánh Giuse vẫn cố tìm hiểu vì sao trẻ Giêsu lại âu sầu như thế. Chúa Giêsu cũng không hé môi với Thánh nhân một chút gì về điều ấy. Thật là một điều gây áy náy âu sầu cho Thánh Giuse. Ngài lẩm nhẩm một mình: "Ôi Giêsu rất dấu yêu của cha. Điều gì khiến con phải sầu não đến thế? Ôi con dấu yêu vô tội của cha. Con là con một của Chúa Cha, là niềm vui của cả thiên đàng, là hoan lạc của mọi linh hồn và từng linh hồn. Vậy tại sao con lại phải khổ sầu như thế? Làm sao tâm hồn cha có thể chịu nổi khi nhìn thấy như vậy? Ôi Giêsu, cha đã sai lỗi với con điều chi? Hay cha đã làm phiền lòng con điều gì?" Thánh tử Giêsu không nói một lời nào. Người càng nín lặng, Thánh Giuse càng âu lo. Trong lúc quằn quại trong nỗi phiền não, Thánh nhân đưa mắt nhìn và thấy Đức Maria cũng đang đau buồn như thế. Dĩ nhiên Đức Maria đang hợp nhất trong cầu nguyện và đau khổ với con trí thánh của mẹ. Vì thế, Đức Maria đã an ủi và giúp phu quân của mẹ hiểu rằng mỗi khi trẻ Giêsu đau buồn trong lúc chuyện vãn với cha trên trời, đó là vì thế gian đã xúc phạm đến Thiên Chúa bằng muôn vàn tội lỗi. Lời ấy đã làm vơi được phần nào gánh nặng cho Thánh Giuse. Những cử chỉ thân tình của Đức Maria dành cho Thánh Giuse giờ đây đều góp phần xác định nguyên cớ nỗi buồn phiền của Chúa Giêsu. Vì nhiều lần đã được chỉ dẫn, nên Thánh Giuse hiểu thấy từng cử chỉ hiền thê yêu dấu dành cho Ngài. Sau cùng, Thánh nhân đã tin rằng Ngài không phải là nguyên nhân gây nên nỗi đau buồn cho Chúa Giêsu và gánh nặng đã được trút khỏi tâm hồn Ngài. Tuy nhiên, từ đây Thánh nhân bắt đầu suy tư nhiều hơn về thảm trạng tội lỗi của thế giới. Một lần nữa, Ngài xúc động đau đớn và giàn giụa nước mắt đắng cay. Chỉ khi nào thấy trẻ Giêsu được thư thái thanh thản,
Thánh Giuse mới cảm thấy an tâm hoàn toàn. Vì thế, để an ủi ngài, Chúa Giêsu đã nói, cha rất yêu dấu của con. Xin cha đừng âu sầu khi thấy con đau buồn. Xin cha đừng ngạc nhiên, vì cha đã biết con giáng thế là để cứu độ nhân loại. Công cuộc này mang một tầm mức vô cùng quan trọng, và con vẫn luôn thông hiệp với cha trên trời của con về điều đó. Con biết cha trên trời rất yêu thương thế gian. Con cũng biết người đang phải chịu một thái độ đáp trả như thế nào, và trong tương lai sẽ phải nhận chịu những gì từ một thế gian vong ân bạc nghĩa. Vì thế, con không thể không cảm thấy muôn vàn đắng cay. Tuy nhiên, xin cha đừng nghĩ cha là nguyên cớ mỗi khi thấy con đau buồn, vì cha vẫn luôn luôn là một nguồn an ủi thực sự cho con. Nghe những lời ấy, Thánh Giuse rưng rưng nước mắt, phủ phục xuống đất và thưa rằng, hỡi Giêsu của cha, xin rủ lòng thương xót và tha thứ cho đầy tớ của con đây. Khi cha thấy con đau đớn và phiền não như thế, nỗi cay cực của cha thật quá hãi hùng, đến độ cha cảm thấy linh hồn như thể đang tách lìa thân xác. Cha không thể không cảm thấy âu sầu, bởi vì con là an ủi và niềm vui trọn vẹn của cha. Cha không thể nào an tâm sống được trong khi con phải khổ sầu như thế. Thánh Giuse còn bộc bạch nhiều lời khác nữa, thể hiện tình yêu tha thiết của ngài dành cho Chúa Giêsu. Thánh nhân xin Chúa Giêsu hãy trút tất cả nỗi đắng cay của người vào tâm hồn ngài. Thánh nhân xác quyết ngài sẵn lòng gánh chịu những thử thách ấy. Lòng mến của Thánh Giuse quy hướng trọn vẹn về Chúa Giêsu, vượt trên tình yêu và quan tâm của ngài dành cho bản thân.